Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 120. Tiểu sư đệ. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh rơi vào hôn mê, đạo đài luân hồi cũng biến mất. Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu vội vàng lao tới. Thần hồn của 100 vị sư phụ cũng biến mất cùng đạo đài luân hồi. Tinh thần và thể xác của Diệp Bắc Minh đều vô cùng mệt mỏi, hai người lấy ra hàng chục viên đan dược đút cho Diệp Bắc Minh uống. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh mới tỉnh lại, sư phụ. Tiểu sư đệ, sư phụ đã rời đi rồi, hai mắt Liễu Như Khanh đỏ bừng nói. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không thể nào, sư phụ chưa chết. Đạo đài luân hồi. Sau đó gầm lên một tiếng. Đạo đài luân hồi lại xuất hiện một lần nữa, nơi bị hư hỏng sớm đã phục hồi về trạng thái ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất là hàng trăm bia mộ xung quanh đạo đài luân hồi vẫn còn tồn tại. Tượng đài định hình linh hồn. Diệp Bắc Minh kích động nói, tượng đài định hình linh hồn của các sư phụ vậy mà vẫn còn tồn tại ở lĩnh vực luân hồi của tôi, tiểu tháp, các sư phụ nhất định sẽ được cứu đúng không? Cái này, tháp càn khôn chấn ngục có chút chấn động. Ông ta không ngờ rằng, tượng đài định hình linh hồn của 100 sư phụ của Diệp Bắc Minh, vậy mà vẫn có thể giữ lại được. Nhóc con, bổn tháp cũng không biết đây là chuyện gì. Có điều, theo lý mà nói, thần hồn các sư phụ của cậu thật sự bị tiêu diệt rồi. Hẳn là phải biến mất hoàn toàn mới đúng, những tượng đài định hình linh hồn này, nói không chừng chỉ là một chút huyền niệm thần hồn của bọn họ mà thôi. Diệp Bắc Minh kích động gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Chỉ cần có một tia cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Bắc Minh nhớ lại lời dặn dò của giáo phụ, lau nước mắt nói, sư tỷ, sư phụ bảo em đi đến hỗn độn giới một chuyến. Hắc thủy tộc đã hồi sinh, thời gian gấp rút. Hai người đi Thương Khung kiếm tông tìm Nhược Tuyết, em đi đại lục thiên ma tìm bố mẹ và đại sư tỷ. Vừa nói, Diệp Bắc Minh nói cho hai người biết về vị trí của Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Sáng Nguyệt. Tìm thấy bọn họ và đưa họ về đại lục hỗn độn. Nếu thật sự không tìm thấy, trong vòng một tháng nhất định phải trở lại đại lục hỗn độn. Được, tiểu sư đệ, em phải cẩn thận. Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu gật đầu. Sau khi dặn dò vài câu, anh nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh đi thẳng về phía đại lục thiên ma. Nơi này cách phía bắc đảo rùa hàng vạn dặm. Bởi vì biển hỗn độn khô cạn, lộ ra một dãy núi nhấp nhô. Một đạo thân ảnh nhanh chóng di chuyển giữa những ngọn núi. Theo sau là hàng chục người không ngừng tấn công một người phụ nữ phía trước. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra, người phụ nữ bị truy sát chính là thần nữ của đế nữ các. Thần Hy, Chu sư tỷ, con tiện nhân này hình như không chạy nổi nữa rồi. Hay là chúng ta trực tiếp ra tay giết chết cô ta luôn? Một người phụ nữ có thân hình gợi cảm nói. Chu Tử Huyên cười cợt lắc đầu, không vội, để cô ta chạy thêm lúc nữa, chúng ta từ từ chơi. Đưa đây. Chu Tử Huyên giơ tay ra. Người phụ nữ thân hình gợi cảm kia lập tức hiểu ý. Từ phía sau lấy ra một cây thần cung đưa cho Chu Tử Huyên. Cô ta giương cung nạp tên, mũi tên bay đi trực tiếp xuyên qua đùi Trần Hy. A! À, Trần Hy kêu lên một tiếng, bay mạnh về phía trước. Hung hãn đập vào một đống đá trước mặt. Đám người của đế nữ các từ trên trời hạ xuống, bao vây trước đống đá. Chu Tử Huyên cười lạnh bước tới. Tiện nhân, chạy, sao cô không tiếp tục chạy nữa đi? Sư phụ bảo cô đi giết Diệp Bắc Minh, cô khánh lệnh cũng thôi đi, không ngờ thằng danh đó lại tự bạo mà chết. Sư phụ bảo cô tiêu hủy quần áo của hắn, cô lại dám giữ lại. Thậm chí còn lén chôn quần áo của hắn ta và xây cho hắn ta một ngôi mộ để thờ cúng. Cô nói sao cô lại ti tiện đến vậy cơ chứ? Từ bỏ chức vị nữ thần của đế nữ các không làm, nhất thiết phải làm chuyện hèn hạ đó. Lẽ nào cô không biết? Thần nữ của đế nữ các, là thần thánh không thể khinh nhờn sao? Thần Hy ôm ngực. Trên người có vài vết thương đang rỉ máu tươi. Anh Diệp có ơn cứu tôi thờ cúng anh ta thì có gì sai chứ? Chu Tử Huyên nở nụ cười giễu cợt, tiện nhân chính là tiện nhân, bị một người đàn ông nhìn thấy mình không mảnh vải che thân. Mà cứ mở miệng ra là, anh Diệp. Người phụ nữ có thân hình gợi cảm cười lạnh, Chu sư tỷ, tôi thay sư tỷ cắt lưỡi của con tiện nhân này đi nhé. Cô ta chủ động tiến lên phía trước một bước, lấy ra một con dao găm sắc nhọn. Sau đó nắm lấy cằm Thần Hy, con dao tàn nhẫn hướng về phía miệng cô ta mà đâm tới. Đột nhiên, xoẹt, một đạo kiếm khí đánh tới, cánh tay của người phụ nữ thân hình gợi cảm bay ra ngoài. A,
là ai? Cô ta kêu lên kinh hãi, quay đầu lại nhìn. Đám người Chu Tử Huyên cũng trở nên cảnh giác. Chỉ thấy, một thanh niên với vẻ ngoài bình thường chậm rãi đi tới, trên người có một cỗ khí huyết của máu tươi vần quanh, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vị bằng hữu này, anh tốt nhất đừng quản chuyện của đế nữ các. Sắc mặt Chu Tử Huyên âm trầm. Người thanh niên phun ra một câu, câu nói này, là đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp? Chu Tử Huyên ngây ra, sau đó trên môi hiện lên nụ cười mỉa mai, nếu anh cho là uy hiếp, thì chính là như vậy đó. Nói xong câu này, xoạt, bóng dáng người thanh niên biến mất trong nháy mắt, giống như bóng ma xuất hiện phía sau lưng Chu Tử Huyên. Chu Tử Huyên vẫn đứng bất động tại chỗ, nhưng đầu cô ta đã không còn. Một tay của người thanh niên đặt trên cổ của Chu Tử Huyên, trên đó có một cái đầu người với biểu cảm kinh hãi. Chính là Chu Tử Huyên. Chu sư tỷ. Đám người của đế nữ các bị dọa cho run rẩy. Cùng lên giết chết tên nhóc này, trả thù cho Chu sư tỷ, người phụ nữ gợi cảm kia gầm lên. Đám người của đế nữ các đồng loạt rút vũ khí ra, tấn công về phía người thanh niên, nhưng họ căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Một quyền một người, tất cả đều bị biến thành xương máu. Người phụ nữ gợi cảm căn bản không hề ra tay, sau khi hét lên thì quay người bỏ chạy. Nháy mắt đã chạy xa hàng ngàn mét, khi quay đầu lại nhìn. Phát hiện tất cả đồng môn của mình đều biến thành xương máu, không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm thấy may mắn khi mình đã bỏ chạy. Người thanh niên liếc mắt, nhìn về phía cô ta. Không ổn rồi. Người phụ nữ gợi cảm tái mặt vì sợ hãi, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Không khí phía sau vang lên âm thanh ầm ầm, giống như sao băng xuyên qua bầu trời. Quay đầu lại nhìn. Một viên đá có đường kính khoảng nửa mét vậy mà đang bay về phía cô ta với tốc độ cực nhanh. Đừng mà. Người phụ nữ gợi cảm kêu lên một tiếng, cũng biến thành một màn xương máu. Thần khi kinh hãi nhìn tất cả những chuyện này, đôi mắt đẹp chấn động không thôi, anh là ai? Vừa rồi. Cô ta tận mắt nhìn thấy người thanh niên nhặt một viên đá, trực tiếp ném ra. Đây còn là con người sao? Sức mạnh thật khủng bố. Người thanh niên không nói gì, liếc nhìn thần hy một cái, sau đó đến trước mặt cô ta. Nắm lấy một bên đùi bị thương. Xoẹt. Người thanh niên trực tiếp xé rách váy của cô ta, lộ ra một bên đùi trắng nõn mềm mại. Khuôn mặt thần hy tái nhợt, anh định làm gì, mau thả tôi ra. Tôi nói cho anh biết, đừng có lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm, cho dù tôi chết cũng không để anh được như ý muốn đâu. Người thanh niên không nói gì. Quan sát vết thương trên đùi cô ta. Anh, đừng nhìn nữa, tôi xin anh đấy, thần hy lo lắng đến mức bật khóc. Thân thể cô ta bị thương, không còn sức lực để chống cự. Người thanh niên lẩm bẩm, dù sao thì tôi đã sớm nhìn thấy hết rồi, nhìn thêm một lần nữa có gì to tát chứ. Ngược lại là chân của cô, xương chân bị bắn thủng một lỗ, không chữa trị thì chân này sẽ thật sự tàn phế đó. Anh nói cái gì? Thần Hy sửng sốt, kích động đến mức che miệng, anh Diệp, là anh sao? Trên cơ thể thanh niên truyền tới từng trận chấn động đùng đùng. Đường nét biến ảo từng chập, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Chính là Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, quả nhiên là anh. Anh thật sự chưa chết, thật tốt quá rồi. Thần Hy đứng bật dậy vì kích động. Dưới chân không vững liền lảo đảo ngồi vào lòng Diệp Bắc Minh. Có thứ gì đó cứng rắn chống đỡ ở phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của thần hy thoát cái đỏ lựng, cô ta đương nhiên biết đó là cái gì. Diệp Bắc Minh có chút ngượng ngùng, cô thần hy, tôi vẫn nên chữa trị cho chân của cô trước thôi. Được, thần hy ngượng ngùng gật đầu. Đắc tội rồi. Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo mảnh rẻ của cô ta, chậm rãi di chuyển rồi đặt cô ta xuống một tảng đá bên cạnh. Thân thể của thần hy vậy mà dâng lên một loại cảm giác thất vọng. Đặc biệt cảm giác cứng ngắc vừa rồi khiến cô ta phải dựng tóc gáy. Cả người giống như có một luồng điện chạy dọc qua. Điều này khiến cô ta có chút say đắm. Diệp Bắc Minh lúc này đã nắm lấy chiếc đùi thon thả của thần hy, ghim xuống vài chiếc châm bạc, phòng ấn gân mạch. Rút mũi tên, đầu ngón tay liên tục khẽ điểm vào các huyệt đạo. Dưới sự dẫn dắt của thần lực, các khớp xương dần trở lại vị trí ban đầu. Diệp Bắc Minh lại lấy ra một ít thuốc bột, nhẹ nhàng rắc lên vết thương, được rồi. Cô thần hy, hẳn là không để lại sẹo đâu. Thần Hy nhàn nhạt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, cảm ơn anh Diệp, anh lại cứu tôi một lần nữa rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay mà thôi, đúng rồi, sao đồng môn lại truy lùng cô vậy?
Thần Hy do dự một hồi mới trả lời, bởi vì nghe tin anh qua đời nên tôi đã xây một ngôi mộ chôn cất quần áo và di vật của anh. Còn lập một tấm linh vị và mang theo bên mình. Linh vị. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật vài cái, có thể cho tôi xem được không? Hả? Gương mặt vừa lấy lại bình tĩnh của Thần Hy nay lại đỏ bừng như trái đào, tựa hồ vô cùng khó xử. Diệp Bắc Minh cười nói, nếu không tiện thì thôi vậy. Cô cầm lấy những đan dược này đi, ở đây không an toàn lắm, cô tốt nhất vẫn nên rời đi trước. Cứu cô ta một mạng. Diệp Bắc Minh tin rằng bản thân đã là tận tình tận nghĩa. Anh không thể cứu vớt được tất cả mọi người, chỉ cần nhắc nhở một câu là đủ. Vì vậy, số phận của Thần Hy thế nào còn phụ thuộc vào chính cô ta. Anh đứng dậy liền muốn rời đi. Anh Diệp, anh giận rồi sao? Đừng, gương mặt Thần Hy không giấu nổi nét lo lắng. Cô ta vươn tay trực tiếp lấy ra một tấm linh vị. Diệp Bắc Minh liếc tời liền buột miệng chửi thề, mẹ kiếp. Bên trên vậy mà khắc một dòng chữ đẹp đẽ, linh vị của phu quân Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, xin lỗi anh, tôi là một người phụ nữ truyền thống từ trong xương cốt, mặt Thần Hy đỏ bừng, vừa ngập ngừng vừa vân về góc áo nói. Trước khi gia nhập đế nữ các tôi đã từng thề, đời này sẽ không gả cho người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng anh lại nhìn hết cơ thể trần trụi của người ta, cho dù anh chết rồi người ta cũng vẫn là người của anh. Tuy rằng thẹn thùng nhưng giọng điệu lại kiên quyết lạ thường. Ha 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 ha. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không khỏi cười lớn, nhóc con, đúng là cậu mà. Lại câu được một người phụ nữ nữa, nhưng như này cũng quá truyền thống rồi chăng? Mặt Diệp Bắc Minh đen kịt như đáy nồi, mà truyền âm, tiểu tháp, ông đừng gây thêm phiền phức nữa, im miệng. Sau đó lại vội vàng lắc đầu, cô Thần Hy, cô không cần phải làm như vậy đâu. Thật ra ngày đó tôi chẳng thấy gì cả. Hả? Thần Hy ngẩn người, trong đôi mắt đẹp như hiện lên một tầng sương mù cứ như vậy nhìn Diệp Bắc Minh đăm đăm, anh Diệp, anh ghét bỏ tôi sao? Là do tôi không đủ xinh đẹp, hay là không đủ tốt? Không không không. Lòng Diệp Bắc Minh rối như tơ vò, cô Thần Hy, ý của tôi là, cô không cần thiết phải đặt cược cả cuộc đời mình như vậy. Thần Hy lắc đầu, tôi đã quyết định rồi. Riêng Hồng Nhan Chi Kỷ tôi đã có hơn 10 người rồi. Thần Hy vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc. Không sao đâu, tôi có thể làm vợ bé. Diệp Bắc Minh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiểu tháp, ông nói không sai, cô ấy quá truyền thống. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khẩy, nhóc con, không bằng cứ nhận lấy đi. Dù sao cậu cũng đã nhìn thấy thân thể của con gái nhà người ta, không lẽ không muốn chịu trách nhiệm sao? Diệp Bắc Minh bất lực, ánh mắt lấp lánh, cô Thần Hy, Hắc Thủy Tộc sắp trở lại rồi. Anh giải thích một lượt chuyện của Hắc Thủy Tộc cho Thần Hy nghe. Dựa theo tốc độ ô nhiễm của nước đen, không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới xung quanh đại lục Hắc Thủy sẽ biến thành một vùng đất chết. Anh Diệp, điều anh nói là sự thật sao? Thần Hy nghiêm túc hỏi. Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu cha mẹ hoặc người thân của cô ở các thế giới bên cạnh. Tốt nhất nên đưa họ rời đi, nếu không, trong vòng một tháng, e rằng sinh mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt Thần Hy khẽ chớp, hít sâu một hơi, được, anh Diệp, tôi hiểu rồi. Đợi Thần Hy đưa tin tức về đế nữ các, sẽ lại đến tìm anh. Diệp Bắc Minh cau mày, đế nữ các cho người đuổi giết cô còn quay về báo tin ư. Thần Hy kiên định trả lời, đế nữ các nuôi tôi bao năm, bọn họ có thể vô tình, nhưng tôi không thể bất nghĩa. Nói xong, liền kéo lê thân thể vừa mới hồi phục. Nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh trầm mặc nhìn về phía mà Thần Hy rời đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con. Cô gái này không tồi, trọng tình trọng nghĩa. Tâm trạng Diệp Bắc Minh có chút bực bội. Anh cũng lười phải nghĩ nhiều, đi thẳng về hướng Đại Lục Thiên Ma. Đại Lục Thiên Ma, Vạn Ma Cốc. Xung quanh được bao bọc bởi những vách đá cao vạn trượng. Trên vách đá cao, có hàng vạn hang quỷ. Ma khí trào ra từ hang động. Dưới vách đá là một quảng trường rộng lớn, trên mặt đất khắc đầy phù văn của ma tộc. Ba đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Chính là ba người Dạ Huyền, Diệp Thanh Lam, Lạc Khuynh Thành. Nó giống hệt như hình ảnh mà Diệp Bắc Minh đã nhìn thấy trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là phía sau ba người, có một thanh niên đứng chắp tay, mặt không biểu cảm đang lắc đầu. Dạ Huyền, đồ phế vật nhà ông, bổn ông tử ở đây đợi ông đã gần 70 năm. 70 năm qua, toàn bộ đại lục thiên ma đã bị tôi giết hết. Nếu không phải trong người ông có huyết mạch của thiên ma thượng cổ,
tôi sớm đã một tát tát chết ông. Bổn công tử hiện giờ thật sự đã hết kiên nhẫn rồi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, thứ kia có ở đây hay không. Tôi cho ông thêm một ngày nữa, nếu còn không tìm thấy. Ba người các người sẽ phải chết ở đây. Vừa nói, ánh mắt người thanh niên sầm xuống, rơi xuống người Diệp Thanh Lam. Một cỗ khí tức cực kỳ cường đại quét tới. Phụt, Diệp Thanh Lam phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Xương sườn gãy đứt. Lam Nhi. Sắc mặt Dạ Huyền tái nhớt, lo lắng gào lên, Phu Cửu, nếu cậu dám chạm vào vợ tôi một lần nữa. Tôi đảm bảo sẽ tự bạo ngay lập tức, cậu cả đời cũng đừng hòng tìm được thứ đó. Một khi tôi chết, cậu cũng không có cách nào bàn giao được, cậu nói chủ nhân kia sẽ làm gì cậu. Sắc mặt Phu Cửu khẽ biến đổi. Sau đó lại nặn ra một nụ cười, điện hạ, tôi đang đùa với ông thôi. Hắn ta đi đến bên cạnh Diệp Thanh Lam, đỡ bà ấy đứng dậy. Nhìn về phía Dạ Huyền mà nói, ông cứ tìm từ từ, không vội. Có điều tôi muốn nhắc ông một câu, Hắc Thủy tộc đã tỉnh lại. Trong vòng một tháng, toàn bộ đại lục thiên ma này sẽ bị nuốt chửng. Đương nhiên, tôi có thể rời khỏi đây, trở về hỗn độn giới, không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ là không biết các người, có thể chịu được hay không thôi. Điện hạ, chỉ cần ông tìm được vật đó, có lẽ tôi sẽ đại phát từ bi mà đưa cả gia đình ông an toàn trở về hỗn độn giới đó. Dạ Huyền sững sờ bất động. Hắc thủy tộc hồi sinh rồi. Bố mẹ, đại sư tỷ, mọi người quả nhiên đều ở đây. Một giọng nói kích động vang lên. Minh Nhi. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam cùng quay đầu, Lạc Khuynh Thành cũng kinh ngạc nhìn qua, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh vút qua trời ngang giống như một ngôi sao băng. Bùm, một tiếng nổ cực lớn đụng mạnh xuống quảng trường của Vạn Ma Cốc. Qua, khí tức huyết mạch thật là nồng đậm. Phu Cửu cười giễu cợt, mày chính là thứ ti tiện mà hai tên phế vật này sinh ra. Mày không cần phải sống nữa đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dậm chân hô, huyết long, ma long, ra đi. Anh có thể cảm nhận được thực lực của người trước mặt này vô cùng khủng bố, tuyệt đối nằm trên ngưỡng thiên tôn. Vô số tiếng rồng ngâm nối tiếp nhau vang lên. Một con huyết long dài hàng ngàn mét cùng 9 con ma long màu đen tuyền lao ra từ phía sau Diệp Bắc Minh, bổ thẳng về phía Vu Cửu. Vu Cửu nhếch môi cười gằn, ra tay với tao, đúng là chán sống. Diệp Thanh Lam cùng Dạ Huyền thấy vậy đều kinh hãi hét lên, Minh Nhi, đừng, hắn là thiên tôn sơ kỳ đó. Diệp Bắc Minh giống như không nghe thấy, cùng thập long tề tựu lại. Phu Cửu giơ tay hời hợt quơ qua một trường. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, huyết long nổ tung tại chỗ. 9 con ma long còn lại cũng giống lên tiếng gầm thê lương rồi hóa thành ma khí mà tan biến. Chỉ có tí trình độ này thôi sao, Phu Cửu cười cợt lắc đầu. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát, mày kiêu ngạo cái quái gì? Trong vòng 3 chiêu tao nhất định sẽ đánh bại mày. Ồ, vậy sao? Phu Cửu không chút để tâm. Diệp Bắc Minh lao ra từ trong lớp ma khí ngập trời, tay nắm kiếm càn khôn chấn ngục, phát động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Phu Cửu cười nói, kiếm khí vạn trượng, tao sợ quá mà. Chỉ cần một cái chạm đầu ngón tay, kiếm khí vạn trượng trong nháy mắt tan biến giống như băng tuyết nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Kiếm càn khôn chấn ngục tiếp tục nghiền ép tới. Kiếm khí của mày đều hóa hư không rồi, chỉ dựa vào thanh kiếm rách nát này cũng muốn làm tao bị thương. Khóe miệng Vu Cửu vẫn treo ý cười bỡn cợt như cũ. Hắn cực kỳ kiêu căng giơ lên một tay, năm ngón tay không chút ngần ngại tóm về phía kiếm càn khôn chấn ngục. Tại khoảnh khắc hắn tóm gọn lấy kiếm càn khôn chấn ngục, năm ngón tay của hắn ta ngay lập tức nổ tung, xương trắng trơ ra, máu chảy đầm đìa. A, à, đây là vũ khí gì? Vội rút lui trong kinh hoàng. Diệp Bắc Minh căn bản không cho hắn cơ hội, nhanh chóng vận dụng tầng thứ hai của phép tắc thời gian truy đuổi theo. Phép tắc thời gian tầng thứ hai, thời gian đóng băng. Diệp Thanh Lam, Dạ Huyền cùng Lạc Khuynh Thành đều bất động giống như bị thi triển bùa hạn chế. Duy chỉ có Vu Cửu là vẫn có thể di chuyển như cũ. Chỉ là tốc độ chậm hơn gấp trăm lần. Tốc độ của Diệp Bắc Minh không hề bị ảnh hưởng. Mày vậy mà lĩnh ngộ được phép tắc thời gian. Làm sao có thể như vậy được? Diệp Bắc Minh một bước lướt tới, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay chĩa thẳng về phía đan điền của hắn. Không, xin cậu đừng phế bỏ tôi. Diệp Bắc Minh có gì từ. Kiếm càn khôn chấn ngục đâm xuyên qua. Phu Cửu cảm giác được đan điền trong cơ thể mình như bị xé rách, toàn thân đau đớn gần như co rúm một chỗ, tựa như một con chó chết bay ra ngoài. Phép tắc thời gian, tầng thứ hai, giải trừ.
Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thanh Lam choáng váng đến mức không khép nổi miệng. Bà còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đan điền của Vu Cửu đã bị con trai chém nát rồi. Còn khiến hắn lăn lộn dưới đất kêu gào. Hai mắt Dạ Huyền sáng lên, phép tắc thời gian, nhất định là phép tắc thời gian. Diệp Bắc Minh lúc này đã đi tới trước người Vu Cửu. Vu Cửu nào còn dáng vẻ ngạo nghễ điềm tĩnh vừa rồi. Hai tay hắn bấu xuống đất, không ngừng hoảng loạn lùi về sau. Diệp Bắc Minh, ồ không, cậu Diệp, không đúng không đúng, cậu là con trai của Dạ Huyền. Thiếu điện hạ, cậu là thiếu điện hạ, tôi là con chó trung thành nhất của cậu, cậu không thể giết tôi được, đối mặt với cái chết, tôn nghiêm căn bản không là gì cả. Dạ Huyền quát lên, Minh Nhi, kẻ này là một trong ba tên đã khiến hoa tộc thượng cổ tại đại lục hỗn độn lúc đầu bị diệt tộc. Là mày. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Phu Cửu vội vàng gật đầu, đúng, là tôi. Diệp Bắc Minh, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, tôi là người đến từ hỗn độn giới. Sát ý trong mắt Diệp Bắc Minh càng thêm mãnh liệt, là mày vậy thì đúng rồi. Anh hung hăng đạp mạnh xuống đùi của hắn. Là mày đã tiêu diệt hoa tộc thượng cổ. Khi cước thứ hai hạ xuống, chiếc đùi còn lại của Vu Cửu cũng đã bị phế bỏ. Là mày truy giết hơn trăm vị sư phụ của tao. Đến cước thứ ba, thứ được gọi là chiếc chân thứ ba của đàn ông trên người Vu Cửu đã biến thành đống thịt vụn. Hôm nay cũng là mày bắt sư tỷ của tao, làm bị thương cha mẹ tao, uy hiếp cha tao. Theo từng câu hỏi tội là một lần dẫm đạp tàn bạo. Từng tấc xương của Vu Cửu đều vỡ lìa. Chỉ còn lại phần đầu là sống sót, duy trì ý thức. Hắn ta bị dọa tới ngây ngốc. Chưa từng gặp qua người nào tàn nhẫn như vậy. Minh Nhi bị cái gì kích thích vậy? Dạ Huyền cùng Diệp Thanh Lam tự hỏi liếc nhau một cái. Giọng nói run run cầu xin của Vu Cửu lại vang lên. Thiếu điện hạ, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi một mạng đi mà. Cậu muốn làm gì tôi cũng hứa với cậu. Tôi sẵn sàng trở thành con chó của cậu. Giọng nói lạnh băng của Diệp Bắc Minh vang lên, tại sao lại truy lùng hoa tộc thượng cổ? Vu Cửu không dám giấu giếm, để tìm ra vũ khí thượng cổ, tháp càn khôn chấn ngục. Những kẻ phản kháng, giết không tha. Diệp Bắc Minh lại hỏi, mày bắt cha mẹ và sư tỷ của tao tới đây để làm gì? Vu Cửu chỉ còn lại phần đầu nghẹn ngào đáp, xá lợi ma cốt. Thứ này là vật mà một vị đại năng của thiên ma tộc thượng cổ sau khi tọa hóa để lại. Bên trong chôn giấu một bảo vật chấn động của thiên ma tộc, khi Dạ Huyền chạy trốn khỏi thiên ma tộc đã mang theo thứ này. Tôi nghi ngờ ông ấy đã cất giấu thứ đó ở đây, cho nên mới ép buộc ông ấy đi tìm. Diệp Bắc Minh nghe vậy liền ngoái đầu nhìn Dạ Huyền. Cha, điều hắn nói đều là thật sao? Dạ Huyền gật đầu, Minh Nhi. Nguồn gốc thực sự của cha là từ hỗn độn giới. Tám người chúng ta trốn thoát đến thế giới bản nguyên, ở nơi hoang dã nhất tìm được một đại lục vô chủ. Để tưởng nhớ hỗn độn giới nên đã đặt tên là đại lục hỗn độn. Sau khi Dạ Huyền giải thích, Diệp Bắc Minh như bừng tỉnh. Dạ Huyền còn có một người em trai cùng cha khác mẹ. Thì ra Dạ Huyền mới là thánh tử của thiên ma tộc. Đáng tiếc cha mẹ của ông đều mất sớm. Mẹ của người em trai kia đã dùng thủ đoạn nhanh gọn tắm máu một chi của Dạ Huyền. Khiến Dạ Huyền chỉ có thể đưa Tử Huyền cùng hai người em trai và em gái chạy trốn khỏi hỗn độn giới. Hơn nữa còn mang theo xá lợi thiên ma. Sau khi bị lùng giết vô số lần, Dạ Huyền tình cờ gặp được Diệp Thanh Lam, rồi có Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không ngờ tới thân thế của cha mình lại trắc trở như vậy, cha, vậy xá lợi ma cốt đâu rồi? Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam nhìn nhau. Minh Nhi, xá lợi ma cốt đó đang ở trong cơ thể con. Bên trong con, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Sao bản thân anh lại không phát hiện ra? Phu Cửu, người chỉ còn lại cái đầu nhìn tới mà rợn người kia kinh ngạc kêu lên, thì ra là vậy, xá lợi ma cốt thì ra lại nằm trong người cậu. Không phải trong cơ thể nó mà là trong huyết mạch của nó, Dạ Huyền lắc đầu. Cái gì? Phu Cửu giật mình kinh sợ, các người điên rồi sao? Vậy mà đem thứ đó dung hòa với hắn. Diệp Bắc Minh nghe vậy lập tức hiểu ra. Chẳng trách suốt một đường này, chỉ cần là người của ma tộc thì khi gặp anh đều sẽ quỳ gối cúi đầu xưng thần. Dạ Huyền là cha của anh, theo lý mà nói, huyết mạch ma tộc càng thêm thuần khiết. Nhưng cũng không có hiện tượng kỳ quái như vậy. Hóa ra tất cả những điều này đều do xá lợi ma cốt bên trong cơ thể anh. Đột nhiên, đầu của Vu Cửu rung lắc dữ dội, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không. Chủ nhân, đừng mà, á. Đầu hắn bất thình lình nổ tung.
trở thành một màn sương mù đẫm máu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, chuyện này không phải do anh làm. Mà điều kỳ dị là sương máu dần ngưng tụ biến thành một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi. Cùng Dạ Huyền có 5-6 phần tương đồng, anh trai tốt của tôi ơi, anh đúng là đành lòng mà. Vậy mà đem xá lợi ma cốt xung hòa vào trong huyết mạch của loại phế vật này. Con người Dạ Huyền nghiêm nghị, phun ra hai chữ, Đế Trần. Anh trai tốt của tôi, đã mấy chục triệu năm không gặp, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến tôi, Đế Trần cười quỷ dị nói. Con người Dạ Huyền hiện lên lửa giận, cho dù mày có biến thành cho bụi, ông đây vẫn nhận ra mày. Ha ha ha, Đế Trần cười mỉa mai, nghiền ngẫm nói, anh tức giận sao? Nếu tôi nói cho anh biết, năm đó mẹ của anh là do chính tay tôi giết, anh có càng tức giận hơn không? Mày nói cái gì? Dạ Huyền như phát điên, dường như hét lên, Đế Trần, mày nói lại một lần nữa, mẹ tao là do mày hại chết sao? Đế Trần cười chế giễu, cũng không tính là tự tay giết chết. Năm đó, sau khi phụ hoàng qua đời, thiên ma tộc cũng không thể không có chủ nhân. Mẹ anh lúc đó nghĩ đến việc để anh kế vị hoàng vị của thiên ma tộc, mà vị trí này vốn dĩ là của tôi. Con tiện nhân đó không đồng ý nhường vị, vậy mà còn mắng tôi một trận. Vậy thì thật ngại quá. Chúng tôi đưa bà ta tới bờ sông Mạc Uyên, mặc dù tôi không tự tay giết chết bà ta, nhưng tôi trực tiếp đẩy bà ta xuống. Mỗi một câu nói, đều giống như con dao hung hãn đâm sâu vào trái tim Dạ Huyền. Khi câu nói cuối cùng vang lên, Dạ Huyền trực tiếp lao lên. Đầu người được ngưng tụ bởi xương máu nổ tung, bị Dạ Huyền đánh xuyên qua. Xương máu lại ngưng tụ một lần nữa, ha ha, anh trai tốt của tôi, đừng tức giận chứ. Một nhà ba người của anh đều ở đây à? Để tôi xem, đây chính là cháu trai lớn của tôi phải không? Diệp Bắc Minh mở miệng, Đế Trần đúng không? Ông ăn nói cẩn thận, đợi tôi đến diệt cả nhà họ Đế của ông. Ngữ điệu bình tĩnh, không có chỗ cho sự nghi ngờ. Năm ngón tay nắm lại. Phần thiên chi diễm lao ra, đem đám xương máu kia thiêu đốt tại chỗ. Diệp Bắc Minh bước lên trước, giúp cha mẹ mình chữa thương. Vừa nói về chuyện Hắc Thủy tộc. Minh Nhi, chuyện con nói là thật sao? Hắc thủy tộc thật sự trở lại rồi, sắc mặt Dạ Huyền đại biến. Diệp Bắc Minh khẳng định gật đầu, cha, mẹ, nhiều nhất là một tháng nữa, các thế giới cao cấp có tiếp xúc với biển hỗn độn sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó, toàn bộ giới võ đạo nhất định sẽ xảy ra kiếp nạn lớn. Mọi người đi tìm Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt bọn họ, trong vòng một tháng, dù có tìm được hay không, nhất định phải lập tức quay về đại lục hỗn độn. Tâm Nhi, Nặc Nhi con cũng tìm thấy rồi, chúng đang ở Thần Ngự Tông. Có điều, con không nhận chúng. Diệp Bắc Minh nhanh chóng giải thích tình hình của mọi người một lượt. Để cha mẹ mình tới Thần Ngự Tông một chuyến, tốt nhất có thể đem theo con gái mình tới Đại Lục Hỗn Độn. Được, những việc này giao cho chúng ta. Hai người gật đầu. Lạc Khuynh Thành cau mày, tiểu sư đệ, còn em thì sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, em phải nghĩ cách tới Hỗn Độn giới một chuyến. Con muốn tới hỗn độn giới. Dạ Huyền bị dọa cho giật mình, quả quyết lắc đầu, không được, Minh Nhi. Bây giờ con mà đến hỗn độn giới thì chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Diệp Bắc Minh nhìn Dạ Huyền, cha, con có lý do nhất định phải tới đó. Trong hỗn độn giới có hỗn độn chân hỏa, chỉ khi tìm được vật này, mới thật sự hoàn toàn trấn áp Hắc thủy tộc. Anh lại đem chuyện 100 sư phụ đã qua đời. Họ chỉ còn sót lại một tia linh hồn cuối cùng. Hóa thành tượng đài định hình linh hồn nói với cha mẹ mình. Sư phụ, Lạc Khuynh Thành bật khóc. Lông mày Dạ Huyền nhíu chặt lại với nhau. Đột nhiên, Diệp Thanh Lam mở miệng, Minh Nhi, con cứ đi đi. Lam Nhi, Dạ Huyền kinh ngạc nhìn qua. Diệp Thanh Lam lắc đầu, đây là vận mệnh của con trai chúng ta, cũng là cơ hội của toàn bộ giới tu võ. Cho dù chúng ta muốn làm rùa rụt cổ, lẽ nào con cháu chúng ta cũng hèn nhát như vậy sao? Vừa nói, Diệp Thanh Lam vừa bước lên phía trước, nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, mẹ tin ở con. Con cứ yên tâm đi làm mọi việc, chúng ta đợi con tại đại lục hỗn độn. Rất nhanh, Diệp Bắc Minh đã tiễn cha mẹ và sư tỷ mình rời đi. Một giây sau, bằng một niệm thức, một chiếc lông vũ màu vàng xuất hiện. Chính là lông của đại bàng cánh vàng. Anh truyền một cỗ thần lực vào trong đó, lông vũ của đại bàng cánh vàng khẽ run lên. Đợi mười mấy phút sau, hư không xuất hiện một khe nứt. Một con đại bàng cánh vàng dài vạn trượng xuất hiện, Diệp Bắc Minh, cậu tìm tôi có việc gì?
hai con gái của cậu, tôi đã hỏi qua người trong tộc. Năm đó, thật sự có một vị thúc thúc của tôi cướp chúng đi ở một thế giới hạ giới. Hai đứa bé đó có huyết mạch rất đáng sợ, vốn dĩ muốn đem về bồi dưỡng. Thúc thúc đó của tôi dự đoán được, nếu như đem hai đứa bé trở về sẽ mang lại tai họa cho tộc Đại Bàng Cánh Vàng, thế nên đã thả chúng đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, đa tạ Bằng Huynh. Có điều lần này, tôi muốn Bằng Huynh giúp tôi một chuyện. Đại Bàng Cánh Vàng im lặng một hồi. Nói đi, chuyện gì? Diệp Bắc Minh trực tiếp nói, tôi muốn Bằng Huynh đưa tôi vào hỗn độn giới. Hỗn độn giới, xin lỗi, không được. Đại Bàng Cánh Vàng không hề suy nghĩ mà trực tiếp từ chối, nơi này có một tầng kết giới không gian cực kỳ khủng bố. Cho dù là tôi, cũng chưa chắc đã có thể xuyên qua được. Cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa, trừ khi có người ở hỗn độn giới mở ra kết giới không gian này. Nếu không, người ở thế giới bên ngoài sẽ không có cách nào tiến vào hỗn độn giới được. Đồng thời cùng lúc đó, hỗn độn giới, sâu trong Hoàng Cung Thiên Ma, Đế Trần mặc áo bào màu vàng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Mẹ, làm thế nào bây giờ? Tiểu tạp chủng kia đã dung nhập Xá Lợi Ma Cốt rồi, đây thế nhưng là thứ mà tổ tiên chúng ta để lại đó. Sắc mặt Đế Trần biến đổi không ngừng. Ngộ nhỡ tên nhóc đó quay lại thì làm thế nào? Hay là, nhân lúc nó chưa trưởng thành, chúng ta mở không gian của hỗn độn giới, phái người trực tiếp đi giết chết tên tiểu súc sinh đó. Bên cạnh, là một thiếu phụ ngoài 30 tuổi, dáng vẻ hào hoa quý phái. Bà ta mặc một bộ cung trang cực kỳ sang trọng xa hoa, nhưng vẫn khó có thể che giấu được phong thái kiêu hãnh của mình. Đôi mắt rực rỡ như những vì sao. Giọng nói Đế Cơ bình tĩnh, có gì đáng sợ chứ? Mấy triệu năm qua, chúng ta đã thật sự nắm giữ Thiên Ma tộc. Nhưng mà, Đế Trần do dự, cúi đầu nhìn áo long bào của mình. Ngũ trảo vị long, tứ trảo vị mãng. Con rồng trên người Đế Trần, chỉ có bốn móng, chính là mãng bào. Nhưng suy cho cùng, con cũng không phải là Thiên Ma hoàng danh chính ngôn thuận, một ngày chưa được Xá Lợi Ma Cốt chấp thuận, thì vẫn không có cách nào vào được cấm địa của Thiên Ma tộc. Không được tổ tiên chấp nhận. Con nghĩ tốt nhất là mở ra kết giới của hỗn độn giới, dùng sức mạnh sấm sét giết chết tiểu súc sinh đó. Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc. Mẹ! Đế Trần kinh hãi nhìn qua. Đế Cơ tức giận nói, Hắc thủy tộc đã hồi sinh, hỗn độn giới có thể không bị ảnh hưởng trong mấy kỷ nguyên qua. Chính là vì hỗn độn giới có màng kết giới bảo vệ, vậy mà con lại muốn mở kết giới ra. Ngộ nhớ hỗn độn giới bị nước đen ô nhiễm. Đừng nói hoàng vị của con, cả hỗn độn giới đều sẽ bị hủy diệt. Đế Cơ giơ một ngón tay ra. Đánh thật mạnh vào đầu Đế Trần. Mặc dù bây giờ con là Thiên Ma Hoàng không hợp pháp, nhưng quyền lợi trong tay có khác gì Thiên Ma Hoàng không? Không bằng khổ cực tu luyện nâng cao cảnh giới, chỉ cần đột phá Thiên Tôn đỉnh phong, không cần Xá Lợi Ma Cốt cũng có thể tiến vào cấm địa của Thiên Ma tộc. Đế Cơ phất áo rời đi. Đột phá Thiên Tôn. Đế Trần ngây ra tại chỗ. Điều này thật sự quá khó. 80 triệu năm trước, ông ta đã là cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong. Chỉ một cảnh giới này thôi mà đã mắc kẹt suốt 80 triệu năm. Mãi không bước qua được một bước này. Thật là quá khó. Do dự vài giây, sắc mặt Đế Trần do dự bất định, một ngày tiểu súc sinh này còn chưa chết, mình còn chưa thể yên ổn được. Không được, người đâu? Mở ra một khe hở không gian, phái người đi một chuyến. Ta muốn thằng danh đó phải chết. Trong một không gian hư vô, một con đại bàng cánh vàng đang lơ lửng trên không trung, trên lưng nó là Diệp Bắc Minh. Nhìn thấy chưa, toàn bộ hỗn độn giới bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bao trùm. Đại bàng cánh vàng lắc đầu, vừa rồi cậu cũng đã thử qua, cậu căn bản không thể đả thương được tấm lồng năng lượng kia. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc. Anh đã sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục cũng không thể lay chuyển được cỗ năng lượng đó. Thật là quá đáng sợ. Khó trách đại bàng cánh vàng không thể xuyên qua. Thật sự không còn cách nào khác sao, ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động. Đại bàng cánh vàng lắc đầu, không có cách nào khác, trừ khi bên trong có người. Đại bàng cánh vàng còn chưa nói xong. Mẹ kiếp! Đại bàng cánh vàng kêu lên. Lồng chắn năng lượng phía trước, vậy mà mở ra một khe nứt. Nó thật sự được mở ra từ bên trong. Nhóc con, cậu thật là may mắn. Diệp Bắc Minh nhìn xuống chỉ thấy một đại lục được bao phủ trong một bức màn ánh sáng vàng trải dài hàng ngàn dặm lơ lửng trên không trung. Núi, sông, đồng cỏ, sa mạc, núi tuyết, cực địa và các địa hình khác đều có đầy đủ.
Tại khu vực trung tâm lại được bao bọc trong một nguồn ma khí màu tím cực kỳ tinh khiết. Bỗng nhiên, tấm màn ánh sáng màu vàng mở ra một khe hở, ba bóng người từ trong tầng ma khí màu tím bước ra, trên tay mỗi người đều cầm một bức chân dung. Chính là một nhà ba người Diệp Bắc Minh. Một lão già mặt xanh trầm giọng nói, kẻ này tên là Diệp Bắc Minh, là con trai của tên phản bội Dạ Huyền kia. Người phụ nữ trông hao hao Diệp Bắc Minh này là vợ của tên phản bội Dạ Huyền. Ma Hoàng đại nhân có lệnh, bất luận thế nào cũng phải bắt sống tên Diệp Bắc Minh đó trở về. Về phần Dạ Huyền cùng Diệp Thanh Lam, nếu có thể bắt sống là tốt nhất. Không bắt sống được thì... Nói đoạn liền đưa tay xẹt qua cổ làm tư thế thủ tiêu. Lão già mập mạp bên cạnh vẻ mặt khinh thường, ba người chúng ta đều là cảnh giới thiên tôn trung kỳ, đối phó với ba tên này còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Ma Hoàng đại nhân cũng quá cẩn thận rồi, tùy tiện phái một người trong số chúng ta đi cũng đã đủ. Hửm! Ánh mắt của lão già mặt xanh tối sầm lại, Ma Hoàng đại nhân là người ông có thể nghi ngờ à? Lão già béo giật mình, nào dám? Lão già mặt xanh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Ba người một bước tiến tới, ngay lúc đặt chân tới khe hở không gian. Bên tai liền vang vọng tiếng rồng gầm cực kỳ đáng sợ, họ ngay lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một con huyết long dài hàng ngàn mét đang nghiền ép tới. Lão già mặt xanh vừa rời khỏi khe hở không gian, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Cũng không ngờ rằng sẽ có người tập kích ở đây. Huyết long hung hăng đập mạnh xuống thân thể của ông ta, thậm chí một tiếng hét thảm còn chưa kịp kêu lên đã biến thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Lão già béo và gã đàn ông trung niên còn lại kinh hãi thốt lên, kẻ nào? Người giết các ông? Hư không khẽ dao động, Diệp Bắc Minh tay nắm kiếm càn khôn chấn ngục đột nhiên hiện ra. Hai người biến sắc, kinh ngạc đến mức suýt sớt tròng mắt ra ngoài, Diệp Bắc Minh, là mày. Mày vậy mà dám tới tận đây? Đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh thấp giọng quát một tiếng khởi động đạo đài luân hồi. Người đàn ông trung niên bị mắc kẹt trong đó. Vì phản ứng nhanh nhạy nên lão già mập mạp mới may mắn thoát khỏi phạm vi của đạo đài luân hồi. Quay đầu nhìn lại, chiếc đầu của người bạn của mình đã bay lên cao, còn trong tay Diệp Bắc Minh là thanh trường kiếm cổ xưa đầm đìa máu tươi. Phép tắc lĩnh vực. Giây tiếp theo, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thân thể người đàn ông trung niên trong chớp mắt liền khô héo. Máu tươi xuôi theo vết nứt trên đạo đài luân hồi lan dọc ra mọi hướng, rồi chìm vào hàng trăm bia mộ xung quanh. Các vết nứt đã khôi phục vài phần. Bia mộ màu trắng khẽ run lên. Lão già mập thấy vậy không kìm được hít ngược một ngụm khí lạnh, tim gan như muốn nổ tung vì hãi hùng, quay người liền muốn bỏ chạy về phía khe nứt không gian. Nhưng ông ta còn chưa kịp xoay người thì một móng vuốt màu vàng đã ập tới, chuẩn xác rơi xuống đỉnh đầu của ông ta. Còn có người khác. Qua kẽ ngón tay, có thể thấy đó là một chàng trai trẻ với nụ cười lạnh lùng trên môi. Mày là... Một chữ, ai, còn chưa nói ra khỏi miệng. Răng rắc, một tiếng phần đầu của ông ta đã nổ tung. Thi thể thẳng tắp rơi xuống, trôi nổi trong hư không. Chàng trai trẻ vừa ra tay đó chính là hóa thân của đại bàng cánh vàng. Diệp Bắc Minh đứng trên đạo đài luân hồi, chỉ bằng một ý niệm đã đem thi thể của lão già mập hút vào trong lĩnh vực luân hồi. Thân thể nổ tung. Đúng như dự đoán, máu chảy dọc theo vết nứt trên đạo đài luân hồi hướng về bia mộ của trăm vị sư phụ. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tiểu tháp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đạo đài luân hồi sao lại hấp thụ máu rồi? Đống máu tươi đó dường như bị bia mộ của các vị sư phụ hấp thụ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định nói, nhóc con, đạo đài luân hồi này có sự sống rồi. Đúng là kỳ lạ. Diệp Bắc Minh giật mình, có sự sống. Không sai, nếu rót máu tươi vào, không biết chừng còn có thể thức tỉnh linh hồn các sư phụ của cậu. Tưới máu tươi. Diệp Bắc Minh híp mắt. Không lẽ đạo đài luân hồi cũng giống như anh? Yêu thích giết chóc. Dù sao thì đây cũng là một tin tức tuyệt vời. Lúc này bên ngoài đạo đài luân hồi vọng tới một giọng nói, anh Diệp, thực lực của anh tiến bộ nhanh thật đó. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, anh vậy mà đã có thể chém giết cảnh giới thiên tôn rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, bằng huynh, không phải anh cũng như vậy sao? Một ý niệm đã đóng lại đạo đài luân hồi. Chàng trai lắc đầu. Tôi là đánh lén, ra tay vào lúc ông ta sợ hãi lơ là nhất. Nói đoạn lại nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, nhưng anh thì khác, tuy rằng lần thứ nhất cũng là đánh úp bất ngờ nhưng lần thứ hai lại hạ gục thiên tôn hàng thật giá thật. Giọng điệu còn lộ ra một tia sợ hãi sâu sắc. Đặc biệt là cái bục cao kỳ lạ đó.
Khi Diệp Bắc Minh đứng trên đó, nó cảm nhận được một luồng sát khí vô song. Lại liếc sang khe nứt không gian, anh Diệp, tôi chỉ tiễn anh tới đây thôi, khe nứt không gian sắp đóng lại rồi, anh mau đi đi. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh chắp tay chào tạm biệt. Sải chân liền tiến vào vết nứt không gian rồi biến mất. Thực lực của tên nhóc này đúng là kinh người mà. Đôi mắt của đại bàng cánh vàng lóe lên, nhìn về phương hướng Diệp Bắc Minh biến mất mà lẩm bẩm, có lẽ anh ta có thể giúp mình. Hoàng cung thiên ma. Đế Trần lúc này đang tu luyện, đột nhiên mở bừng hai mắt. Ông ta giơ tay lên, ba tấm bài linh hồn nát vụn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Sao có thể? Đế Trần kính hãi kêu lên, sắc mặt thay đổi rõ rệt, người đâu, mau tới đây. Tham kiến ma hoàng bệ hạ. Một tên thái giám nhanh chóng xuất hiện quỳ dưới đất. Trong lòng đang thầm thắc mắc, ma hoàng hôm nay bị sao vậy? Sao lại thất thố như vậy? Đế Trần hỏi, ta hỏi ngươi, ta lệnh cho ngươi phái ba vị cung phụng ra ngoài bắt giữ một nhà ba người của Dạ Huyền, mẫu hậu có biết chuyện này hay không? Thái giám vội vàng lắc đầu, bệ hạ, người nói muốn giấu kín chuyện này với thái hậu, nên ngài ấy không hề hay biết. Vậy ba người kia đâu? Dưới sự thúc giục của người, ba người họ đã xuất phát vào một tiếng trước rồi, lúc này. Hẳn là đã rời khỏi hỗn độn giới. Vừa rời khỏi, sắc mặt của Đế Trần nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Điều này không phải có nghĩa là ba người họ vừa bước ra khỏi hỗn độn giới liền bỏ mạng hay sao? Không hay rồi, lẽ nào? Đừng lẽ nào nữa, thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia đã tiến vào hỗn độn giới rồi. Đế Cơ bước vào, trên khuôn mặt hoàn mỹ ánh lên sự giận dữ, Trần Nhi, không phải là mẹ đã từng cảnh cáo con rồi sao? Kêu con đừng quan tâm đến những chuyện bên ngoài hỗn độn giới nữa. Hắc thủy tộc đã khôi phục, cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt là được. Nhưng con lại cứ muốn kêu người đi giết một nhà Dạ Huyền, bây giờ thì xảy ra chuyện rồi phải không? Đế Trần sửng sốt, mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con tự mình xem đi. Đế Cơ bực bội phất tay. Ngưng tụ ra một nguồn sức mạnh. Chỉ thấy một hình ảnh hiện ra trước mắt. Trong ảnh là một chàng trai trẻ xuyên qua khe nứt không gian, bước vào hỗn độn giới rồi biến mất. Diệp Bắc Minh. Đế Trần lập tức nhận ra người này, sắc mặt cũng biến ảo khôn lường, ba vị cung phụng vừa mới rời khỏi hỗn độn giới liền bỏ mình, quả nhiên là bị thằng nhãi này giết chết. Đáng chết, là do con đã đánh giá thấp thực lực của hắn. Ba vị cung phụng cảnh giới thiên tôn trung kỳ vậy mà đều bị một tay hắn diệt gọn. Thằng nhóc này rốt cuộc là đang ở cảnh giới nào? Mẹ! Không lẽ là do sức mạnh của Xá Lợi Ma Cốt? Nghĩ tới đây. Đế Trần bắt đầu trở lên hoảng loạn, toi đời rồi, thằng nhãi đó tới để báo thù. Hắn sẽ không. Bốp. Đế Cơ quăng cho ông ta một cái tát, chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận gào lên, ngó lại dáng vẻ vô dụng này của con xem. Nào còn chút uy nghiêm của một thiên ma hoàng. Không phải chỉ là một tên Diệp Bắc Minh còn con thôi sao? Xá Lợi Ma Cốt thì đã thế nào? Giết chết thiên tôn trung kỳ thì đã sao? Hắn còn có thể lật trời tại hỗn độn giới này à? Người đâu? Đế Cơ khẽ gầm lên. Thái hậu. 10 bóng người lập tức bước vào đại điện, quỳ trên mặt đất. Cho dù phải lật tung cả hỗn độn giới này lên cũng phải tìm ra kẻ này cho ta. Một khi phát hiện, không cần báo lại, giết không thương tiếc. Nếu có kẻ cản trở, bất luận là ai cũng chịu chung cảnh ngộ. Đây chính là hỗn độn giới. Khoảnh khắc anh đáp xuống mặt đất, Diệp Bắc Minh cảm thấy máu trong cơ thể mình như sục sôi. Dường như có một cỗ năng lượng thần bí đang kêu gọi anh. Diệp Bắc Minh nói với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục về cảm nhận đặc biệt này của mình. Lẽ nào là do Xá Lợi Ma Cốt đang làm gì đó? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, rất có thể, vật này do tổ tiên của cậu để lại, nói không chừng nó có liên quan đến huyết mạch. Theo lý mà nói, hỗn độn giới là quê hương của cậu. Cậu trở lại đây có cảm nhận là điều rất bình thường. Nghe Tiểu Tháp giải thích xong. Diệp Bắc Minh nghĩ ngợi mà gật đầu. Tiểu Tháp, ông có thể cảm nhận được vị trí của hỗn độn chân hỏa không? Khi cậu xuyên qua khe nứt không gian, tôi đã tìm kiếm toàn bộ hỗn độn giới một lượt. Không phát hiện ra vị trí của hỗn độn chân hỏa, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Sau đó lại nói. Cậu còn nhớ cảnh tượng mà mình nhìn thấy vừa rồi trong hư không không? Đương nhiên là nhớ rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong khu vực bị bao phủ bởi ma khí màu tím đó có một thế lực thần bí đang cản trở tôi tìm kiếm. Tôi lo lắng cậu sẽ bị bại lộ nên không cưỡng ép dò la nữa.
Tôi đoán chừng nếu hỗn độn chân hỏa thực sự ở hỗn độn giới thì rất có thể nằm ở khu vực đó. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Vừa định nhấc chân đi về hướng nơi tập trung ma khí màu tím. Nhóc con cẩn thận, có người tới rồi. Là 10 tên thiên tôn hậu kỳ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thấp giọng hét lên, sắp tới rồi. Diệp Bắc Minh siết chặt năm ngón tay, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục liền xuất hiện, tiểu tháp, tôi dồn toàn lực ra tay hẳn là có thể hạ gục được 3 tên. 7 tên còn lại giao cho ông nhé. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, nhóc con, tôi khuyên cậu không nên ra tay. Bây giờ cậu chỉ có một mình, hơn nữa hỗn độn giới được không gian kết giới bảo vệ, một khi bại lộ sẽ không khác gì ba ba trong vải. Kẻ thù ngoài sáng, cậu ở trong tối, khi ẩn nấp sẽ càng dễ dàng tìm thấy hỗn độn chân hỏa hơn. Đợi khi được hỗn độn chân hỏa, tôi và cậu bắt tay lấy được liền rời đi, không phải sẽ càng tuyệt vời hơn sao? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Anh rất hiếm khi thấy Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phải tính toán vòng vo như vậy. Vẻ mặt anh có chút kỳ quái hỏi, tiểu tháp à, không phải là ông không được nữa đó rồi chứ? Khụ khụ, nhóc con, cậu cứ nhất định phải bóc trần tôi mới được à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bực tức hỏi vặn lại một câu, kể từ lần trước tôi đã không hấp thụ qua bất kỳ sức mạnh nào nữa rồi. Cậu tưởng rằng sức mạnh cậu tôi là vơ bừa từ trong không khí à? Xin lỗi, lần sau sẽ để cho ông ăn no. Diệp Bắc Minh thu lại kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa đậu lại ở cửa thung lũng phía xa. Diệp Bắc Minh vận dụng ảnh thuấn, nhấc chân liền tới trước xe ngựa, ngay lập tức có một làn gió thơm từ trong xe ập vào mặt anh. Ai? Giọng nói đầy cảnh giác của một cô gái truyền tới. Trên bầu trời vọng tới một tiếng vang đinh tai nhức óc, từ trong biển mây đen 10 tên ma tộc thượng cổ dữ tợn đang cấp tốc bay về phía này. Ngay cả không gian cũng trở nên méo mó do sự xuất hiện của 10 người này. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống, cô gái à, hy vọng một lát nữa cô sẽ hợp tác một chút, tôi sẽ không làm tổn thương tới cô đâu. Ha ha, thật sao? Nếu tôi không phối hợp thì sao? Người phụ nữ trong xe khẽ cười. Diệp Bắc Minh cau mày, vừa muốn thuyết phục tiếp. Thì lúc này, 10 tên ma tộc thượng cổ đã phát hiện ra chiếc xe ngựa này. Một cỗ xe ngựa lẻ loi ở nơi hoang vu này trông vô cùng đáng nghi. Một tia thần niệm mạnh mẽ trắng trọn quét qua cơ thể Diệp Bắc Minh. Cảnh giới nhập đạo. Chắc không phải hắn đâu. Thái hậu từng căn dặn, thằng nhóc đó đã giết chết 3 vị cung phụng cảnh giới thiên tôn trung kỳ. Đây chắc chắn không phải là việc mà một nhập đạo còn con có thể làm được. Ánh mắt của 10 người đứng sừng sững trong làn mây ngưng lại. Khóa chặt lên chiếc xe ngựa phía sau Diệp Bắc Minh. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người bên trong, ra ngoài. Trước sự ngạc nhiên Diệp Bắc Minh, người phụ nữ trong xe ngựa cười khẩy đáp, mắt chó của các người mù rồi đấy à, xe ngựa của bổn quận chủ mà cũng dám tra xét. Một lệnh bài lập tức bắn ra khỏi xe ngựa, lơ lửng giữa không trung. Bên trên trạm khắc ma văn mang đậm hơi thở cổ xưa. Thì ra là quận chủ Phượng Cửu. 10 người sợ hãi lùi lại, chúng thần quấy rầy rồi. Sau đó chân như bôi dầu, cưỡi mây rời đi. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài đã có thể dọa lui 10 tên ma tộc thượng cổ cảnh giới thiên tôn. Khi anh còn đang ngờ vực thì giọng nói trong xe ngựa một lần nữa vang lên. Được rồi, bây giờ thì anh đã có thể trả lời tôi được hay chưa? Nếu bổn quận chủ không phối hợp với anh sẽ làm gì? Một bàn tay mảnh khảnh như ngọc vén rèm lên. Một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh. Khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh có thể khẳng định, dung mạo của người phụ nữ này chắc chắn có thể đứng trong top 3 giữa nhóm các vị sư tỷ và hồng nhan tri kỷ của mình. Ha ha, anh cũng giống như đám đàn ông kia vậy. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng. Tất cả đàn ông đều có dáng vẻ ngây ngốc như vậy sau khi nhìn thấy cô ấy. Lúc này, đám mây đen vừa biến mất kia lại lờ mờ xuất hiện, 10 tên ma tộc thượng cổ vậy mà đang quay ngược trở lại. Đắc tội rồi. Diệp Bắc Minh lo lắng bị bại lộ hành tung, năm ngón tay bắn ra mấy cây châm bạc đâm thẳng vào trong cơ thể của Phượng Cửu, khống chế cô lại. Trên bầu trời, 10 tên ma tộc thượng cổ không ngừng tìm kiếm. Người đâu, chạy nhanh như vậy? Có lẽ nào là tên đánh xe kia? Một tên đánh xe với cảnh giới nhập đạo giết chết 3 thiên tôn trung kỳ, người đang đùa đấy à? Vậy, chúng ta tới hỏi quận chủ Phượng Cửu, xem cô ấy có gặp qua người nào khác không? Ngươi dám tới truy hỏi quận chủ Phượng Cửu, đến lúc Phượng chủ nổi dậy, ngươi đoán xem Thái hậu có giao chúng ta cho cô ta tùy ý xử lý không?
không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. 10 tên ma tộc thượng cổ lại tỉ mỉ tìm kiếm khu vực xung quanh vài lần rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh lúc này đã chui vào trong xe ngựa, rút châm bạc ra khỏi cơ thể của Phượng Cửu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Nếu cô không phối hợp, tôi có biện pháp bắt cô phải làm theo. Tạm biệt. Diệp Bắc Minh xoay người định rời đi. Đợi đã. Phượng Cửu đã nhảy xuống từ trên xe ngựa, một phát chặn trước mặt anh. Đôi mắt đẹp không ngừng đảo qua lộn lại trên người anh. Dường như muốn nhìn thấu người đàn ông trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì. Đến từ đâu? Ngay từ hàng chục triệu năm trước, tổ tiên của Phượng tộc đã để lại một lời tiên tri. Kỷ nguyên hỗn độn kéo dài 675.453.900 năm. Vào buổi trưa, 12:45. Chỉ cần để một cô gái mang huyết mạch Phượng tộc chờ đợi ở trong thung lũng này liền có thể gặp được người có thể thay đổi vận mệnh Phượng tộc, dẫn dắt Phượng tộc đi tới đỉnh cao. Ngày đó chính là ngày hôm nay. Lúc này quả thực chính là 12:45. Nhưng người mà họ hằng mong đợi vậy mà chỉ là một nhập đạo nhỏ bé. Trong số rất nhiều người đánh xe của cô, người có thực lực thấp nhất cũng đã là nhập đạo đỉnh phong rồi. Cảnh giới của người trước mắt này cũng quá thấp kém đi. Đây thực sự là người mà tổ tiên tiên đoán sao? Giọng nói của Phượng Cửu có chút kích động, anh tên là gì? Tới từ đâu, tới đây làm gì? Diệp Bắc Minh đáp, cô gái, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần thiết phải khai báo với cô nhiều như vậy chứ. Phượng Cửu khịt mũi, tình cờ gặp nhau. 10 tên ma tộc thượng cổ vừa rồi đều tới từ trong cung. Bọn họ không phải đang truy sát anh đó chứ? Nếu bây giờ tôi báo cho bọn họ biết, anh sẽ đối phó thế nào? Diệp Bắc Minh âm hiểm nheo mắt. Trong lòng đã dục dịch sát ý. Anh muốn giết tôi. Phượng Cửu nhanh nhạy cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Cô ta có một loại ảo giác. Nếu Diệp Bắc Minh thực sự muốn ra tay, cô ta ắt phải chết không cần nghi ngờ. Giây tiếp theo. Giọng điệu của Phượng Cửu lại chuyển, không bằng thế này đi, anh giúp tôi đánh xe trở về. Tránh việc 10 tên kia lại tìm vòng trở lại, chỉ cần anh đưa tôi về tới Phượng tộc, tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Được. Diệp Bắc Minh thu hồi lại sát ý, trực tiếp đặt mông ngồi xuống xe ngựa. Hướng mà Phượng Cửu muốn tới vừa hay lại chính là nơi ma khí tụ hội. Trên đường, 10 tên cổ ma cảnh giới thiên tôn hậu kỳ kia đã lượn qua bay lại trên đầu họ vô số lần. Sau khi nhiều lần dùng thần niệm tra soát Diệp Bắc Minh, xác định chắc chắn anh chỉ có cảnh giới nhập đạo mới chịu rời đi. Này, anh rốt cuộc là ai vậy? Phượng Cửu ló đầu khỏi xe ngựa, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh, thậm chí còn vén tả váy tới tận đầu gối cho tiện. Một đôi chân thon dài trắng hồng thoải mái đung đưa trong gió. Diệp Bắc Minh liếc cô ta một cái, hỏi thẳng, cô muốn quyến rũ tôi à? Phượng Cửu chẳng khách sáo quăng cho anh một cái trợn trắng mắt, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi là do bị bó buộc quá lâu nên mới thả lỏng một chút thôi. Vừa rồi anh còn lộ ra sát ý với tôi, cho thấy trong mắt anh thì an toàn còn vượt xa cả sắc đẹp. Diệp Bắc Minh tiếp tục lái xe, lười phải để ý tới cô ta. Tiểu Tháp, có manh mối gì không? Cậu phải tiến gần hơn một chút nữa mới được. Được. Diệp Bắc Minh đẩy nhanh tốc độ. Phượng Cửu phát hiện ra rằng người đàn ông trước mắt này thực sự không hề có chút hứng thú nào với cô ta. Đôi khi lông mày anh sẽ hơi cau lại, môi cũng khẽ mấp máy, dường như đang nói chuyện với ai đó. Trong lòng cô ta không khỏi có chút khó chịu. Này, tôi có một ý tưởng. Diệp Bắc Minh đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái, đáp gọn lỏn, nói. Ánh mắt Phượng Cửu lập lòe tia tính toán, chúng ta hỏi đáp lẫn nhau, dùng tâm võ đạo thể nhất định phải nói ra sự thật. Được. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, không chút do dự đồng ý. Hai người lập tức dùng tâm võ đạo thể. Anh tới từ đâu? Phượng Cửu cướp lấy lượt hỏi đầu tiên. Bên ngoài hỗn độn giới. Quả nhiên là vậy. Phượng Cửu có chút kích động, không lẽ anh ta thực sự là người sẽ thay đổi vận mệnh Phượng tộc như trong lời tiên đoán. Cô ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, 10 tên cổ ma từ trong cung vừa rồi tới để truy giết anh sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đến phiên tôi hỏi rồi. Được, anh hỏi đi, Phượng Cửu gật đầu. Diệp Bắc Minh nói thẳng, thấy thân phận của cô khá cao đó, vậy cô có biết hỗn độn chân hỏa ở đâu không? Vừa mở lời chính là tung ra một quả bom. Phượng Cửu ngẩn người. Cái đầu nhỏ bối rối kêu ong ong. Sao tên nhóc này lại không tuân theo lẽ thường vậy? Anh ta vì hỗn độn chân hỏa mà tới.
mấu chốt là cô ta thực sự biết thứ này ở đâu. Tôi, cái này, tôi, Phượng Cửu lắp bắp không thành câu. Diệp Bắc Minh khẽ cười, đừng do dự nữa, vừa rồi cô mới dùng tâm võ đạo để thề thốt xong. Nếu không nói ra, trên con đường tu võ ngày sau sẽ bị tâm ma phản phệ. Sắc mặt Phượng Cửu hơi thay đổi, hai má phồng lên vì giận dữ, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, anh rốt cuộc là ai? Đến hỗn độn giới với mục đích gì? Vì sao lại muốn nghe ngóng tin tức về hỗn độn chân hỏa? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn cô ta, hỏi ngược lại, không cần tâm võ đạo nữa à? Anh! Phượng Cửu trong thoáng chốc giống như một quả bóng cao su xì hơi, hoàn toàn bị anh nắm thóp, được thôi, hỗn độn chân hỏa ở trong cấm địa thiên ma. Nhưng anh cũng đừng mơ tưởng tới nó nữa, bởi anh không vào được mà cũng không ai có thể đặt chân tới đó đâu. Tại sao? Diệp Bắc Minh cau mày hỏi. Phượng Cửu nhoẻn miệng cười gian xảo, gương mặt xinh đẹp tươi cười giống như tiểu hồ ly, đây là câu hỏi thứ hai rồi nha. Được, cô hỏi trước đi, khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Anh muốn hỗn độn chân hỏa để làm gì? Cứu vớt thế giới. Phụt. Phượng Cửu xém chút phun ra một ngụm máu, quắc mắt chừng Diệp Bắc Minh, anh trai à, anh không đùa đó chứ? Diệp Bắc Minh nghiêm túc đáp, câu hỏi này tôi miễn phí trả lời cho cô nghe, không đùa. Phượng Cửu liếc anh một cái thật sâu, được, tới lượt anh rồi đó. Diệp Bắc Minh cũng không lòng vòng thêm chuyện, tại sao lại không có ai có thể tiến vào cấm địa thiên ma? Khóe miệng Phượng Cửu giật giật, có chút không nói nên lời. Anh cũng thật là ngay thẳng đó. Mục đích quá rõ ràng rồi. Nhưng cô ta vẫn thành thật trả lời, muốn vào cấm địa thiên ma thì cần phải có máu tươi từ bốn đại gia tộc thiên ma. Đế tộc, Phượng tộc, Huyết tộc, còn có, Huyền tộc đã diệt vong từ lâu. Vị kia của Hoàng cung thiên ma đã ngồi trên cái ghế ma hoàng mấy chục triệu năm rồi nhưng cũng không có cách nào tiến vào đó. Cho nên anh đừng mơ mộng nữa. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống. Huyền tộc hẳn là tộc của bố anh rồi. Đến lượt tôi rồi. Cô hỏi đi. Phượng Cửu ra điều ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nói, anh đến từ thế giới bên ngoài vậy anh thuộc chủng tộc nào? Diệp Bắc Minh trầm ngầm một lúc mới đáp, một nửa huyết mạch của tôi là của hoa tộc nhân tộc. Nửa còn lại chính là huyền tộc mà cô vừa nói tới. Anh nói cái gì? Đôi mắt đẹp của Phượng Cửu trợn to, thân thể mảnh mai run lên, ôi chao, một tiếng liền ngã thẳng từ trên xe ngựa xuống. Cô ta nằm sóng xoài dưới đất, ngước mắt lên nhìn anh với vẻ không thể tin được, anh là người của huyền tộc. Thanh Thành Tông, Đại Lục Thương Lam. Ba người Dạ Huyền, Diệp Thanh Lam, Lạc Khuynh Thành vừa tới ngoài cửa núi lập tức bị người chặn lại, các người là ai? Tới đây làm gì? Dạ Huyền tiến lên trước, giải thích rõ ý định của mình. Chúng tôi tới tìm người, một người tên là Chu Nhược Giai, một người gọi là Tôn Thiến. Đám đệ tử trông cửa bốn mắt nhìn nhau. Lại đánh giá ba người Dạ Huyền từ trên xuống dưới một lượt, các người là gì với họ? Tìm hai người họ làm gì? Dạ Huyền đáp, chúng tôi là người nhà của họ. Người nhà? Đám đệ tử trông cửa của Thanh Thành Tông cười khẩy. Mấy chục người bất ngờ tiến lên bao vây ba người họ lại. Các người có ý gì? Diệp Thanh Lam cảm thấy có gì đó không ổn. Thanh niên dẫn đầu cười lạnh, Chu Nhược Giai được tông chủ nhìn chúng, vốn dĩ sắp trở thành phu nhân của thiếu tông chủ rồi. Nhưng con khốn đó lại không biết tốt xấu, trong đêm bái đường với thiếu tông chủ vậy mà một kiếm hủy đi gốc rễ của ngài ấy. Tôn Thiến thân là đệ tử của tông môn lại cấu kết với Chu Nhược Giai, muốn trốn chạy khỏi Thanh Thành Tông. Bây giờ hai con khốn đó đang bị nhốt trong ngục, chờ tử hình. Các người là người nhà của chúng, bắt các người lại chính là lập công to, giết. Hàng chục người dồn dập tấn công. Trận chiến tưởng chừng như chạm vào là nổ. Sau hàng chục hiệp, ba người tuy rằng đánh bại hầu hết đám đệ tử. Nhưng dù sao cũng đang đứng ở ngay cổng của Thanh Thành Tông nên càng ngày càng có nhiều người lao ra theo. Dưới sự vây công của hàng ngàn người, ba người dần bị dồn vào thế bị động mà bại lui. Bản thân Diệp Thanh Lam vốn còn đang bị thương, căn bản không thể kiên trì nổi. Dạ Huyền thiêu cháy ma huyết, muốn mở ra một con đường máu. Ma tộc cũng dám dở thói ngang ngược trong Thanh Thành Tông chúng ta. Đúng là muốn chết. Một lão giả mặc áo xanh xuất hiện, giận dữ hét lên. Hơi thở của cảnh giới đạo tổ lập tức bộc phát, chỉ với một chưởng đã nhẹ nhàng đánh bay Dạ Huyền, khiến ông đập mạnh xuống đất. Anh Huyền! Diệp Thanh Lam vội vàng lao tới bên cạnh Dạ Huyền. Kéo bọn chúng xuống, kẻ nào phản kháng, giết không tha. Lão giả áo xanh cười gằn lắc đầu. Hàng ngàn đệ tử lao về phía trước.
Lạc Khuynh Thành ra sức múa trường kiếm trong tay, một hơi nuốt xuống hơn chục viên đan dược, điên cuồng chống cự. Lão giả áo xanh cười mỉa, ba tên phế vật cũng dám tới Thanh Thành Tông gây sự. Quỳ hết xuống cho lão phu. Một trường vô tình đè ép xuống. Phụt! Lạc Khuynh Thành hoàn toàn không chống đỡ nổi mà bắn ngược ra ngoài. Dẫn đi, nhốt chung với hai con khốn kia, chờ ngày chém đầu, lão giả áo xanh lạnh giọng ra lệnh. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên, dám ức hiếp bố mẹ tôi, Thanh Thành Tông này không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Là ai đang nói chuyện? Lão giả áo xanh kinh sợ quay đầu lại. Chỉ thấy, một luồng kiếm khí khổng lồ dài hàng ngàn trượng quét ngang qua. Kiếm khí rơi xuống xung quanh ba người Dạ Huyền, hàng ngàn đệ tử của Thanh Thành Tông căn bản không thể ngăn cản được uy lực của một kiếm này, tất cả đều hóa thành xương máu. Lão giả áo xanh kinh hãi đến tột độ, cảnh giới đạo tôn. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Hạ Nhược Tuyết, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu ba người liền xuất hiện. Là bọn họ. Diệp Thanh Lam vui mừng khôn xiết. Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu xông lên phía trước, chủ nhân, chủ mẫu, hai người ở đây, thật là tốt quá rồi. Hạ Nhược Tuyết bước lên phía trước, đến bên hai người, giơ tay truyền lực trị thương cho bọn họ. Sau khi ổn định thương thế, bố, mẹ, đại sư tỷ, mọi người nghỉ ngơi đi. Việc tiếp theo cứ giao cho con. Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết khẽ liếc qua, rơi trên người lão giả áo xanh, ông ta lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Lão giả áo xanh biến sắc, tiền bối, đều là hiểu lầm. Phụt! Một đạo kiếm khí chém ngang qua, đầu của lão giả áo xanh bay lên cao, sau đó nổ tung. Bố mẹ, hai người chờ con một chút, con đi diệt cả tộc bọn họ, Hạ Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, bước vào bên trong Thanh Thành Tông. Ánh mắt Diệp Thanh Lam có chút kỳ lạ, con nhóc này, thật giống Minh Nhi. Hỗn độn giới. Diệp Bắc Minh, anh thật sự là người của huyền tộc sao? Phượng Cửu trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh bình tĩnh, cô đã hỏi tôi mấy chục lần rồi. Tôi có cần thiết phải lừa cô không? Phượng Cửu đứng bất động tại chỗ. Trong lòng sớm đã nổi lên từng cơn chấn động dữ dội, huyền tộc đã bị diệt tộc hàng trăm triệu năm trước. Tam đại thiên ma cũng không có cách nào mở ra cấm địa của thiên ma. Đế Trần mặc dù chiếm giữ vị trí ma hoàng, huyết mạch và thực lực cũng không tệ. Hàng chục triệu năm nay, đế tộc, huyết tộc, phượng tộc, ba tộc này cùng nhau phát triển hòa hợp. Nếu như Diệp Bắc Minh thật sự là người của huyền tộc, nói không chừng lời tiên đoán của tổ tiên chính xác. Người này, thật sự có thể thay đổi vận mệnh của phượng tộc. Đưa phượng tộc đi đến đỉnh cao huy hoàng. Nghĩ đến đây, tâm tình của Phượng Cửu trở nên cực kỳ xúc động, chưa bao giờ cô ta cảm thấy như vậy. Đi, cùng tôi trở về Phượng tộc, sau khi quyết định, Phượng Cửu trực tiếp nói. Diệp Bắc Minh vừa muốn mở miệng từ chối. Phượng Cửu giống như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, đừng từ chối vội, nếu tôi nói với anh, tôi có thể giúp anh tiến vào cấm địa thiên ma thì sao? Lời vừa đến miệng, liền lập tức nuốt vào. Phượng tộc, cổng thành cổ xưa, người đông như kiến. Ngoài người của phượng tộc ra, người của đế tộc, huyết tộc đều có mặt, ai nấy cũng háo hức chờ đợi. Địch cuồng, tôi khuyên anh quay về đi, phượng cửu quận chủ nhất định sẽ lựa chọn tôi, hôm nay là lễ trưởng thành một vạn tuổi của cô ấy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng đắt giá, còn mang theo quả huyết ma của huyết tộc chúng tôi tới nữa. Giữa đám đông người của huyết tộc, một chàng trai trẻ với khuôn mặt u uất lên tiếng. Đối diện, một thanh niên mặc mãng bào với vẻ mặt ngạo mạn cười nói. Huyết Hồng, anh đang sợ sao? Hôm nay quận chủ Phượng Cửu nhất định sẽ lựa chọn gả cho tôi. Những thứ rẻ rách kia của anh căn bản không đáng tiền, đế tộc tôi vung tay là có cả đống. Tôi khuyên anh nên lập tức rời đi, tránh cho việc tự mình chuốc lấy nhục nhã. Hôm nay, không chỉ là lễ trưởng thành một vạn tuổi của Phượng Cửu, mà còn là ngày cô ta chọn chồng. Hai người này chính là những người có thế lực mạnh nhất. Cách đó mấy chục dặm. Đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Phượng Thành. Được rồi, Diệp Bắc Minh, anh vào trong xe ngựa đi. Diệp Bắc Minh cau mày nói, không phải bảo tôi giả làm người đánh xe cho cô sao? Phượng Cửu trầm mặc giây lát, sau đó mới nói, anh ngồi bên ngoài cũng được, có điều tôi nói cho anh biết. Đợi chút nữa chúng ta sẽ tới cổng của thành Phượng tộc, sẽ có hai người cuồng nhiệt theo đuổi tôi. Tôi rất ghét hai người đó, bọn họ yêu thích tôi đến mức biến thái. Bất cứ người đàn ông nào tới gần tôi đều bị bọn họ giết chết.
cho dù là đánh xe của tôi, cũng không ngoại lệ. Phượng Cửu vươn chiếc đầu nhỏ ra, khẽ mỉm cười nói với Diệp Bắc Minh, anh muốn bị bọn họ giết chết à? Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát. Anh không sợ bất cứ ai cả, chỉ muốn nhanh chóng tìm được hỗn độn chân hỏa. Không muốn gây ra sự phiền phức nào cả. Thế nên anh lựa chọn vào bên trong xe. Khoảng cách 100 dặm, rất nhanh đã tới rồi. Quận chủ Phượng Cửu đã trở lại. Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên. Soạt, vô số ánh mắt nhìn qua. Một cỗ xe ngựa từ phía xa chậm chậm chạy tới. Hai người Đế Cuồng và Huyết Hồng trở nên kích động, chỉ sợ tụt lại phía sau người khác, đồng thời lớn tiếng hét lên, quận chủ Phượng Cửu, sinh nhật vui vẻ. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho em có muốn xem một chút không? Mẹ kiếp, quận chủ Phượng Cửu, tên Huyết Hồng này không có ý gì tốt đâu. Hắn ta đều có mục đích cả đấy, quận chủ Phượng Cửu, chỉ có anh là thật lòng với em thôi. Hai người một trước một sau theo xe ngựa. Không ngừng cãi nhau. Diệp Bắc Minh ngồi trong xe ngựa, có chút không nói lên lời. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Có cần đến mức này không? Nếu hai người nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi ở bên trong xe ngựa, không biết sẽ nghĩ thế nào. Cảnh đó nhất định sẽ rất kích thích. Sao hắn ta không có chút phản ứng gì vậy nhỉ? Bổn quận chủ chẳng lẽ không có chút quyến rũ nào sao? Phượng Cửu âm thầm quan sát phản ứng của Diệp Bắc Minh. Chỉ đáng tiếc, Diệp Bắc Minh vẫn bất động và thờ ơ. Trong lòng anh chỉ muốn làm thế nào để đạt được hỗn độn chân hỏa một cách nhanh nhất. Xe ngựa rất nhanh đã đi vào thành. Hai người Đế Cuồng và Huyết Hồng hai người vậy mà lại đánh nhau về việc ai sẽ vào thành trước. Trận chiến lập tức nổ ra, cảnh giới đạo tôn trung kỳ. Không biết là cố ý hay không cẩn thận, một cỗ sức mạnh đã quét tới. Đánh thẳng vào xe ngựa của Phượng Cửu. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới trên xe ngựa căn bản không đỡ được, lập tức vỡ tung thành từng mảnh vụn. Hai thân ảnh đáp xuống đất. Cái này, Đế Cuồng sửng sốt. Mày là ai? Ánh mắt Huyết Hồng đỏ ngầu, cực liệt co giãn. Đây, toàn bộ thành cổ Phượng tộc đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Mọi người trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Đế Cuồng và Huyết Hồng lập tức trở nên tái xanh, biểu cảm hung dữ đến cực độ. Hai người vì Phượng Cửu mà ra tay đánh nhau, không ngờ trong xe ngựa của đối phương lại giấu một người đàn ông. Một nơi riêng tư như thế, vậy mà lại có một người đàn ông khác. Thằng danh, mày con mẹ nó là ai? Sự ghen tuông của Đế Cuồng không cách nào kiềm chế được nữa, bùng lên như ngọn lửa. Huyết Hồng căm tức đến khí hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, Phượng Cửu, người đàn ông này là ai? Cảm thấy được sát ý của Đế Cuồng và Huyết Hồng. Diệp Bắc Minh mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn gây sự, các người đừng hiểu lầm, tôi là. Đúng vậy. Phượng Cửu đã lên tiếng trước, đứng chắn trước mặt Diệp Bắc Minh, không sai. Anh ta chính là người đàn ông Phượng Cửu tôi lựa chọn, cũng chính là chồng tương lai của tôi. Cái gì? Không chỉ Đế Cuồng và Huyết Hồng, mà cả Diệp Bắc Minh cũng sững sờ. Con mẹ nó, cô ta đang nói nhảm gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn, ha ha ha, nhóc con, cậu lại bị phụ nữ lừa gạt rồi. Quả nhiên, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng giỏi nói dối. Phượng Cửu, điều em nói là thật sao? Vài lão giả của Phượng tộc chen ra từ trong đám đông, vẻ mặt không thể tin được, thằng nhóc này. Mới ở cảnh giới nhập đạo. Phượng Cửu trịnh trọng gật đầu, các trưởng lão, tôi không hề nói đùa. Lông mày Diệp Bắc Minh cau chặt lại, truyền âm, cô Phượng, cô đang làm cái quái gì vậy? Phượng Cửu truyền âm trả lời, anh Diệp, không phải anh định đi vào cấm địa thiên ma sao? Diệp Bắc Minh có chút bất lực, vào cấm địa thiên ma với việc tôi trở thành chồng cô có liên quan gì đến nhau? Và lại, chúng ta căn bản không có quan hệ gì cả. Anh Diệp, làm người tốt đến cùng đi. Tôi không thích hai tên kia, giúp tôi một lần. Để bọn họ thật sự chết tâm mà từ bỏ, Phượng Cửu truyền âm nói. Sau đó nói, và lại, tiến vào cấm địa thiên ma cần huyết mạch của tứ đại thiên ma. Anh xem, Huyết Hồng bị anh chọc tức đến nôn ra máu tươi, huyết mạch của huyết tộc đã có rồi. Máu của tôi lúc nào cũng có thể đưa anh, bản thân anh là huyền tộc. Bây giờ chỉ còn thiếu đế tộc nữa thôi. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Đúng vậy. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước lên trước, đến bên cạnh Phượng Cửu. Đưa tay ra, ôm lấy eo nhỏ của Phượng Cửu, không sai, cô ấy chính là người phụ nữ của tôi. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Bắc Minh.
thân thể mảnh khảnh của Phượng Cửu run rẩy, kinh ngạc nhìn anh. Cô ta lập tức truyền âm, này, kêu anh diễn kịch chứ có bảo anh ra tay đâu. Diệp Bắc Minh mỉm cười truyền âm lại, nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn chứ. Vì vậy cổ tay anh càng tăng thêm sức lực. Lợi dụng ưu thế chiều cao, cả người Phượng Cửu gần như áp sát vào ngực Diệp Bắc Minh. Một mùi hương nam tính nồng nàn ập thẳng vào mặt, hun đến mức gần như làm Phượng Cửu ngất đi, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng như tôm luộc. Hô hấp cũng không khỏi tăng lên dồn dập. Thậm chí, anh còn vươn năm ngón tay xuống dưới, dùng sức nắm lấy vị trí một tấc phía dưới vòng eo thon gọn của cô ta. 10 điểm đàn hồi. A hát. Phượng Cửu kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai chân mềm nhũn vô lực. Diệp Bắc Minh cười thầm, định lừa tôi. Không thu cô chút lãi sao được. Quận chủ Phượng Cửu, em đang nghiêm túc sao? Giọng nói của Huyết Hồng run rẩy, không dám chấp nhận sự thật này. Gương mặt tuyệt đẹp của Phượng Cửu đỏ bừng, gần như bổ nhào cả thân thể vào trong lồng ngực Diệp Bắc Minh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Thằng nhóc này quét sạch thể diện của mình rồi. Phượng Cửu vừa xấu hổ vừa tức giận, bèn thò tay tới eo Diệp Bắc Minh, nhéo thật mạnh một cái. Cô ta chỉ muốn trả thù Diệp Bắc Minh vì hành động sàm sỡ vừa rồi của anh. Nhưng trong mắt Huyết Hồng, đây hoàn toàn là đang tán tỉnh lẫn nhau. Em, phụt, trước mắt Huyết Hồng tối sầm, vì quá đỗi giận dữ trong lòng mà phun ra một ngụm máu, đổ thẳng xuống đất. Công tử! Một đám người huyết tộc vội vàng chạy lên bế Huyết Hồng dậy. Vài ông lão huyết tộc u ám mặt mày, được, Phượng tộc các người được lắm, nếu quận chủ Phượng Cửu đã có người yêu, tại sao còn mời công tử nhà ta tới đây? Đây không phải là cố ý kích động cậu ấy sao? Các vị, xin mọi người hãy nghe tôi giải thích đã. Vài ông lão của Phượng tộc vội vã bước tới. Hừ, đám người huyết tộc khịt mũi lạnh lùng, rồi nhanh chóng đưa Huyết Hồng rời đi. Ha 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 ha. Một tràng cười vang lên. Mọi người khó hiểu quay lại nhìn đế cuồng, không lẽ đế cuồng cũng không thể chấp nhận sự thật này nên phát điên rồi sao? Giây tiếp theo. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đế cuồng bước tới trước mặt Diệp Bắc Minh cùng Phượng Cửu, nở nụ cười vô cùng ân cần, nếu quận chủ Phượng Cửu đây đã chọn được lang quân như ý. Vậy tôi chỉ đành từ bỏ thôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử. Lời này vừa vang, tất cả mọi người đều choáng váng. Nào đâu còn dáng vẻ điên cuồng giận dữ vừa rồi, không lẽ đế cuồng đổi tính rồi? Không thể nào. Đế cuồng là người có thù tất báo, chúc phúc tuyệt đối không phải tính cách của hắn. Tiếp đó, đế cuồng đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Bắc Minh, mày nhất định phải đối xử tốt với quận chủ Phượng Cửu đó. Đế cuồng, anh làm gì vậy? Phượng Cửu cảnh giác hỏi. Đế cuồng chỉ nở nụ cười vô hại, đáp, quận chủ Phượng Cửu à, tôi có làm gì đâu. Không tin thì em hỏi hắn ta xem. Nói đoạn lại quay sang liếc Diệp Bắc Minh một cái đầy thâm ý, anh bạn, tao nói có đúng không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, tên đế cuồng này vừa rồi lưu lại một ấn ký đó. Dù cậu ở đâu, hắn ta cũng có thể nắm được vị trí của cậu. Diệp Bắc Minh đáp, tôi cảm nhận được rồi. Có cần xóa ấn ký này đi không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi. Không cần. Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên hàn ý thấu xương. Nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu, tiểu cửu, anh ta không làm gì tôi cả. Anh gọi tôi là gì, Phượng Cửu sửng sốt. Trong mắt đế cuồng xẹt qua một tia sát ý lạnh băng nhưng lập tức che giấu đi. Sau đó lại vỗ vai Diệp Bắc Minh, truyền âm một câu, cố lên phế vật, cố gắng mà sống cho tốt. Một tên phế vật cảnh giới nhập đạo đê hèn cũng dám tranh Phượng Cửu với tao. Tao không phải tên Huyết Hồng ngu xuẩn đó đâu, là Phượng Cửu kêu mày tới diễn kịch cho mọi người xem phải không? Đáng tiếc, đôi tay này của mày không nên vượt quá giới hạn. Dứt lời lại lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống đôi tay của Diệp Bắc Minh. Đế cuồng tao đảm bảo, mỗi một phút một giây tiếp theo mày đều sẽ phải sống trong nỗi hãi hùng vô tận. Đợi cho đến khi người của đế tộc rời khỏi. Mấy ông lão của Phượng tộc mới nghiêm mặt bước tới, Phượng Cửu, con đây là có ý gì? Chuyện hôn nhân quan trọng sao có thể coi như trò đùa. Huống hồ trong cơ thể con còn mang chân huyết của Phượng tộc. Người này mới chỉ đột phá tới cảnh giới nhập đạo còn con, ngay cả tư cách làm bảo vệ cho con cũng không có, con vậy mà lựa chọn cậu ta trở thành người đàn ông của mình. Một bà lão giơ tay, ném ra một chiếc nhẫn chứa vật, lạnh lùng quát Diệp Bắc Minh. Nhóc con, lập tức cút khỏi đây cho tôi.
đừng tưởng rằng chúng tôi không nhìn ra được cậu là tấm chắn mà Phượng Cửu kéo tới. Diệp Bắc Minh cau mày. Xem ra những người này đều không phải là kẻ ngốc. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng, ai nói anh ấy chỉ là tấm chắn. Anh ấy là người đàn ông mà Phượng Cửu tôi nhìn chúng. Đi thôi, tới Loan Phượng Các. Dứt lời liền nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, dậm chân lao thẳng về phía Phượng tộc Cố Thành. Loan Phượng Các, Phượng Cửu con nghiêm túc đấy à? Sắc mặt bà lão đại biến, mau ngăn chúng lại. Tốc độ của Phượng Cửu cực nhanh, dẫn Diệp Bắc Minh một đường đi thẳng tới bên ngoài một tòa cung điện bằng gỗ. Một tấm bảng lớn khắc ba chữ, Loan Phượng Các. Phượng Cửu không chút do dự, kéo Diệp Bắc Minh bước vào bên trong. Trong phút chốc, toàn bộ Phượng tộc Cố Thành đều rung chuyển. Một màn ánh sáng màu máu vọt thẳng lên trời, bao trùm lấy toàn bộ Loan Phượng Các. Trận pháp dưới lòng đất được kích hoạt, ánh sáng máu ngưng tụ thành hai con phượng hoàng, không ngừng bay lượn phía trên Loan Phượng Các. Cái này, khi bà lão và những người khác chạy đến và nhìn thấy cảnh tượng này đều đứng hình tại chỗ. Phượng Cửu thấy mọi người bị chặn lại ở bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, được rồi, bọn họ không vào được nữa đâu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chuyện này náo động quá lớn không phải là ý định ban đầu của tôi. Chúng ta đã thỏa thuận là tôi theo cô trở về Phượng tộc một chuyến, cô sẽ giúp tôi tiến vào cấm địa thiên ma. Cầm lấy. Phượng Cửu nhấc tay ném qua một chiếc bình ngọc. Bên trong chính là tinh huyết của huyết hồng mà cô ta đã lén lút thu thập được. Tinh huyết của đế cuồng tôi sẽ nghĩ biện pháp sau. Anh yên tâm chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn lại. Lúc này đang có hàng nghìn người tụ tập bên ngoài Loan Phượng Các, hơn nữa số lượng càng ngày càng đông, nơi này còn lối ra nào khác không? Tôi sẽ tự nghĩ cách lấy được máu tươi của đế cuồng. Cô đưa tinh huyết của mình cho tôi, chúng ta giải tán tại đây. Sắc mặt Phượng Cửu có chút kỳ quái, không có đường ra khác nữa rồi, trừ phi. Nói tới đây gương mặt xinh đẹp của cô ta thoát cái đỏ lựng. Diệp Bắc Minh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, trừ khi cái gì. Phượng Cửu cắn môi đỏ mọng, nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh nói, anh có biết Loan Phượng Các là nơi thế nào không? Sau khi con gái của Phượng tộc chúng tôi trưởng thành, một khi kết hôn. Vào đêm tân hôn đều phải trao đi trinh tiết tại Loan Phượng Các này. Một khi con gái Phượng tộc cùng đàn ông tiến vào Loan Phượng Các, bọn họ nhất định phải. Vài chữ cuối cùng đã nhỏ tới mức như tiếng muỗi kêu không nghe thấy được. Mẹ kiếp! Sau khi nghe rõ ràng lời này, Diệp Bắc Minh xém chút giật mình nhảy dựng lên, cô gái, cô mất trí rồi à? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Đế cuồng vừa trở về nơi ở của mình thì tin tức từ Phượng tộc đã tức khắc truyền tới. Ngươi nói cái gì? Phượng Cửu kéo tên phế vật đó vào Loan Phượng Các rồi. Hai cánh tay hắn run rẩy, con ngươi lập tức hằn đầy tia máu, khốn kiếp. Một phát đánh nát người đưa tin thành xương máu. Giám sát kỹ càng cho tôi. Chỉ cần tên phế vật đó ra khỏi Loan Phượng Các, rời khỏi Phượng tộc Cố Thành, tôi muốn hắn phải chết không toàn thây. Tầng phòng ngự trong lòng đế cuồng hoàn toàn sụp đổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn đã ba ngày trôi qua, Diệp Bắc Minh cùng Phượng Cửu vẫn chưa bước chân khỏi Loan Phượng Các. Những người đến báo cáo hàng ngày sẽ không có ngoại lệ nào khác ngoài kết cục bị đế cuồng đánh chết tại chỗ. Đôi nam nữ cho má này rốt cuộc còn muốn làm trong bao lâu? Đáng chết, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lúc Diệp Bắc Minh còn đang bị mắc kẹt trong Loan Phượng Các thì bên ngoài hỗn độn giới, tại một di tích cổ. Dạ Huyền, Diệp Thanh Lam cau chặt mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá xanh trước mặt. Phía sau bọn họ là mấy người Lạc Khuynh Thành, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu, Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình, Vương Yên Nhi, Tiêu Tiêu một nhóm hồng nhan chi kỷ của Diệp Bắc Minh, đều được Hạ Nhược Tuyết tìm thấy. Đã 7 ngày trôi qua rồi, sớm biết vậy thì anh đã cùng Nhược Tuyết đi vào, sao có thể để con dâu một mình mạo hiểm đây, Dạ Huyền siết chặt nắm đấm lẩm bẩm. Đây là nơi Diệp Bắc Minh nhắn nhủ rằng hơi thở Đông Phương Xá Nguyệt đã biến mất. Sau khi Hạ Nhược Tuyết tìm được nhóm hồng nhan chi kỷ của anh liền đưa mọi người một đường tới bên ngoài di tích cổ này. Thực lực của cô mạnh nhất nên đã sắp xếp cho mọi người đợi ở bên ngoài, còn bản thân thì mạo hiểm vào trong. Diệp Thanh Lam nhìn của đá, nói, anh Huyền à, yên tâm đi. Nhược Tuyết là thể kiếm tâm, lại giành được truyền thừa của Thương Khung Kiếm Tông, trong tay còn có kiếm Thương Khung. Nếu chúng ta đi theo, không biết chừng còn kéo chân con bé nữa. Chu Nhược Giai mỉm cười, bố mẹ, Nhược Tuyết em ấy nhất định sẽ bình yên ra ngoài thôi.
vừa nói dứt câu. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đá xanh nổ tung, cuộn lên khói bụi mịt mù. Hai bóng người chậm chạp bước ra từ trong làn khói, chính là Hạ Nhược Tuyết cùng Đông Phương Xá Nguyệt. Nhược Tuyết, em thế nào rồi? Khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ, tất cả đều biến sắc. Bởi Đông Phương Xá Nguyệt đang đỡ lấy Hạ Nhược Tuyết với khí sắc không được tốt lắm. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết tái nhợt, khóe miệng thì vương vệt máu, trên người còn có nhiều vết thương lớn nhỏ trông vô cùng khủng bố. Vết máu đã đông cứng lại. Trên mặt Đông Phương Xá Nguyệt tràn đầy tự trách, đều là lỗi của tôi, nếu không phải do tôi tiến vào di tích này thì Nhược Tuyết cũng sẽ không bị thương. Gương mặt trắng nhợt của Hạ Nhược Tuyết vẽ lên ý cười, không sao đâu, chỉ là chút thương tích vặt vãnh mà thôi. Không bị thương tổn tới xương cốt, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Chúng ta trước tiên rời khỏi đây đi đã. Khi mọi người chuẩn bị rời đi. Muốn đi, ha 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 ha, các người không cảm thấy bây giờ rời đi đã là quá muộn rồi hay sao? Một chàng cười giống như vọng tới từ hầm băng truyền tới từ phía sau. Các cô gái vội ngoái đầu nhìn lại. Bảo Kiếm Phong, sao ông lại ở đây? Vẻ mặt của Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu hơi thay đổi. Bảo Kiếm Phong xuất hiện cùng hàng trăm người. Nam nữ già trẻ đều có, trên người mỗi người đều có vết thương, dường như vừa chạy trốn từ nơi nào đó tới. Bảo Kiếm Phong cười dữ tợn, tại sao tôi lại ở đây? Hai vị thái thượng trưởng lão à, các người tươi tỉnh quá nhỉ? Nước đen đã ăn mòn cả đại lục luân hồi hoàn toàn sụp đổ, nội chiến nổ ra. Nếu không phải lão phu nhanh chân, có lẽ đã bị chính người của mình giết chết rồi. Cái gì? Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu liếc nhau một cái. Họ đều nhìn ra được tia kinh hoàng ở trong mắt đối phương. Luân hồi tông xảy ra nội loạn, ngày tận thế ập đến, vì tranh đoạt tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau. Một ông lão mặc áo bào đen ho khan hai tiếng rồi nôn ra một ngụm máu, Kiếm Phong, những người này là ai vậy? Bảo Kiếm Phong liếc đám người một cái, trên mặt xẹt qua một tia âm hiểm, lão tổ, những người này xem ra đều là hồng nhan chi kỷ của Diệp Bắc Minh. Đặc biệt là người phụ nữ kia, thực sự giống như từ một khuôn đúc ra với tên tiểu súc sinh đó. Vừa nói ông ta vừa chỉ vào Diệp Thanh Lam. Tuy Diệp Bắc Minh đã chết nhưng hắn từng giành được dị hỏa. Không biết chừng trên người những người phụ nữ này cũng có bí mật kinh người. Ông lão áo bào đen khàn giọng nói, vậy còn đợi chờ gì nữa? Bắt giữ toàn bộ, phản kháng giết không tha. Trong thời điểm loạn lạc như bây giờ, tài nguyên là quan trọng nhất. Bao gồm cả Bảo Kiếm Phong cùng ông lão áo đen, tổng cộng có 7 ông già bước tới rồi tản ra. Bịt kín mọi lối thoát của mấy người Hạ Nhược Tuyết. Giết! Bảo Kiếm Phong nở nụ cười hung tàn, mắt như dao sắc khóa chặt lên người Diệp Thanh Lam, phát ra một tiếng giống như ác quỷ, bà chính là mẹ của tên tiểu súc sinh đó có đúng không? Nếu hắn đã chết, vậy nỗi oán hận của lão phu không có nơi nào để phát tiết rồi. Vậy hãy dùng mạng sống của bà để huyết tế cho kiếm của lão phu đi. Nói đoạn liền lao thẳng về phía Diệp Thanh Lam. Cút! Hạ Nhược Tuyết chém ra một kiếm, kéo ra kiếm khí dài trăm trượng. Bảo Kiếm Phong giật nảy mình cấp tốc lùi lại phía sau, kiếm khí gần như đã quẹt qua đầu ông ta. Kiếm Thương Khung, cô là gì của Thương Khung Kiếm Tông? Bảo Kiếm Phong nhìn chòng chọc khe rãnh mà đạo kiếm khí kia lưu lại trên mặt đất, con người co rút dữ dội. Trên mặt Hạ Nhược Tuyết tràn đầy lạnh lùng kiêu ngạo, tôi là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông. Ông muốn đối địch với toàn bộ Thương Khung Kiếm Tông sao? Thiếu tông chủ. Đôi mắt Bảo Kiếm Phong khẽ chuyển, lập tức cười mỉa, đến cả Luân Hồi Tông cũng đã diệt vong, một Thương Khung Kiếm Tông còn con đã là cái thá gì? Hơi thở của cô yếu ớt, trên người lại có máu khô, chắc chắn đã bị thương từ lâu rồi đúng chứ? Chúng tôi ở đây có 2 đạo tôn trung kỳ, 3 đạo tôn sơ kỳ, 3 đạo tổ đỉnh phong. Cô đánh với chúng tôi thế nào hả? Nói đoạn liền lạnh giọng quát. Bắt lấy chúng. 7 ông già đồng loại lao tới, đại chiến nổ ra. Sau hàng chục hiệp, thể lực của Hạ Nhược Tuyết đã cạn kiệt phải liên tục lùi lại. Cô ấy đã bị thương khi còn ở trong di tích. Nhược Tuyết, chúng tôi giúp cô. Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu vào tới, tham gia vào trận chiến. Đạo Tổ Đỉnh Phong, chưa đủ. Bảo Kiếm Phong ác nghiệt lắc đầu, với thực lực đạo tôn trung kỳ của ông ta thì chẳng khác nào một vị chiến thần cả. Đè bẹp mọi thứ. Dưới sự hợp lực của 7 người, 3 người Hạ Nhược Tuyết, Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu đồng loạt bay ngược ra ngoài. Mỗi người đều phun ra một ngụm máu, nặng nề đập mình xuống đất. Thanh trường kiếm trong tay Bảo Kiếm Phong nhuốm máu 3 người,
thuận theo thân kiếm nhỏ tí tách xuống đất. Ông ta từng bước ép sát tới, các người sẵn sàng bảo vệ mẹ của tên tiểu xúc sinh Diệp Bắc Minh đó bằng cả mạng sống của mình à. Xem ra tình cảm đúng là rất sâu đậm. Nhiều phụ nữ như vậy đều thích thằng nhãi đó. Không lẽ hắn có, sở trường, nào sao? Ông ta đặc biệt nhấn mạnh từ, trường, dài, này. Ha 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 ha. Một đám người phía sau Bảo Kiếm Phong lập tức phá lên cười đầy tục tĩu. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết lạnh băng, thứ vô liêm sỉ. Ánh mắt Bảo Kiếm Phong nham hiểm như loài sói dữ, không biết xấu hổ thì đã sao? Thế giới đều bị hủy diệt rồi. Dù sao ai trong chúng ta cũng không sống được bao lâu nữa, trước khi lão phu chết nhất định phải tiễn tất cả những kẻ có liên quan tới tên tiểu xúc sinh đó xuống địa ngục. Dứt lời liền hung ác bổ một kiếm vào thẳng cổ Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng điều khiển kiếm thương khung. Một đường kiếm khí mang đậm hơi thở chết chóc lao tới. Bảo Kiếm Phong không hề ngờ tới Hạ Nhược Tuyết vậy mà còn có thể phóng ra một kiếm mạnh mẽ đến vậy. Một cánh tay của ông ta lập tức hóa thành xương máu tại chỗ. Ông ta hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết thương trông mà rợn người. Trái tim gần như bị dập nát. Cô, đáng, chết. Bảo Kiếm Phong nhếch nhác phun ra một ngụm máu, gầm lên như dã thú, giết. Điên cuồng bổ nhào tới. Hạ Nhược Tuyết đã không còn chút sức lực nào, khó khăn ra mệnh lệnh cuối cùng cho kiếm thương khung. Kiếm thương khung, mang mọi người, đi. Kiếm thương khung kêu vang, nở rộ ra chùm ánh sáng vạn trượng bao trùm lấy tất cả mọi người ngoại trừ Hạ Nhược Tuyết. Một kiếm chém xuyên không gian, mở ra một vết nứt. Mang theo mọi người vào trong đó. Nhược Tuyết, đi theo chúng ta, Diệp Thanh Lam bật khóc nghẹn ngào. Hạ Nhược Tuyết khẽ cười, mẹ à, nói với Bắc Minh, vĩnh biệt. Khe nứt không gian chớp mắt đã khép lại. A hát hát hát, Bảo Kiếm Phong xém chút tức chết, gầm lên như dã thú. Nếu cô đã muốn chết thì tôi cứ phải khiến cô kéo dài hơi tàn. Tôi muốn cô phải gánh chịu sự tra tấn còn đáng sợ hơn cả cái chết, tôi muốn cô. Một câu này còn chưa nói xong. Phía sau đã vang lên âm thanh chói tai, mặt đất cũng theo đó rung chuyển theo. Tiếng gì vậy? Quay đầu nhìn lại. Cái này, toi đời rồi. Một làn sóng đen khổng lồ phản chiếu vào nơi sâu trong con ngươi của Bảo Kiếm Phong cùng hàng trăm người khác. Hạ Nhược Tuyết cũng sững sờ tại chỗ. Là những làn sóng nước đen khổng lồ cao tới 10.000 mét ào ạt cuốn tới nuốt chửng mọi thứ. Hỗn độn giới. Bên ngoài Loan Phượng Các, mọi người kinh hãi nhìn một màn chớp giật sấm rền không ngừng từ trên trời giáng xuống. Hung tàn như vậy sao? Làm đến mức xuất hiện cả sấm sét. Một số thanh niên của phượng tộc nuốt nước bọt lẩm bẩm. Còn ánh mắt của các cô gái thì lập lòe không rõ, người đàn ông mà quận chủ Phượng Cửu lựa chọn thật quá hung mãnh. Làm một hơi 5 ngày liên tiếp cũng không biết mệt mỏi. Chẳng trách lại dược quận chủ Phượng Cửu nhìn chúng. Bên ngoài phượng tộc Cố Thành, Đế Cuồng đã đến từ 2 ngày trước, dựng trại chờ đợi và một mực canh giữ tại đây. Tin tức mới nhất truyền đến, Loan Phượng Các sấm sét gầm vang, không ngừng xuất hiện dị tượng. Mẹ kiếp, tôi muốn tên nhãi đó phải chết, chết, chết. Đế Cuồng đã triệt để điên loạn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, răng đầy tơ máu. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, trong đầu sẽ bất giác hiện lên cảnh tượng Diệp Bắc Minh đè Phượng Cửu dưới thân. Giữa trời sấm sét, hai người điên cuồng dây dưa. Diệp Bắc Minh, tôi khiến anh phải chán ghét như vậy sao? Suốt 5 ngày ròng rã. Phải biết rằng sau khi tiến vào Loan Phượng Các, nhất định phải kết hợp với bản thân mới có thể đóng lại trận pháp để rời đi. Nhưng Diệp Bắc Minh lại ngồi xếp bằng bắt đầu luyện chế đan dược. 5 ngày, là 5 ngày đó. Anh không nói với Phượng Cửu dù chỉ một lời, mà không ngừng luyện đan rồi ăn xuống. Lại luyện đan rồi ăn. Trong 5 ngày này, Diệp Bắc Minh từ nhập đạo đột phá liên tiếp vài cảnh giới nhỏ, trực tiếp tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Sau đó lại thẳng một đường chạm tới ngộ đạo đỉnh phong. Chỉ còn cách cảnh giới hợp đạo một tầng giấy mỏng mà thôi. Những tia sét đó đều là chứng minh cho giai đoạn thăng cấp của anh. Không lẽ mình lại kém hấp dẫn như vậy? Tên này thà luyện đan. Tu luyện cũng không thèm liếc mình lấy một cái. Phượng Cửu đã không nhịn được nữa mà đỏ hoe hai mắt. Nếu là người đàn ông khác thì chắc chắn đã, ăn, cô ta sạch sẽ từ lúc nào, Diệp Bắc Minh vậy mà ngay cả nhìn cũng chẳng thèm. Ngoại trừ cảm giác thất bại, trong lòng cô ta lại càng uất ức, nói chuyện đi. Diệp Bắc Minh, anh nói chuyện đi. Diệp Bắc Minh dừng tay, thong dong mở mắt liếc Phượng Cửu một cái, cô muốn tôi nói cái gì?
Cô không thương lượng bất kỳ điều gì đã kéo tôi tới đây, sau đó nói rằng phải kết hợp mới có thể kích hoạt trận pháp để rời đi. Cô rất xinh đẹp, nhưng không lẽ tôi phải là người tùy tiện sao? Hay là... Nói đoạn anh không kìm được cười lạnh hỏi, bản thân cô chính là một người tùy tiện. Đôi mắt anh không đọng lại bất kỳ tia cảm xúc nào. Thậm chí còn mang theo sự lạnh nhạt không nói thành lời. Anh! Phượng Cửu ngẩn người, nước mắt đã không cách nào ngăn trở được mà lăn dài xuống gò má thanh tú, trong lòng anh tôi. Phượng Cửu tôi chính là một người tùy tiện như vậy sao? Trong lòng Phượng Cửu tràn ngập cảm giác nhục nhã. Một nỗi sỉ nhục sâu sắc. Diệp Bắc Minh cau mày, không lẽ không phải à? Một cô gái một thân một mình chờ ở nơi đồng không mông quạnh, đối với cô mà nói, tôi là một người không rõ lai lịch. Cô không nói hai lời liền dẫn tôi cùng trở về gia tộc. Cũng không giải thích với tôi mà trực tiếp lôi tôi tới Loan Phượng Các này, không lẽ không phải là cố ý sao? Cho dù không phải tôi, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào có phải cũng đều có thể. Như vậy còn chưa đủ tùy tiện sao? Tôi còn chưa hỏi cô, rốt cuộc là cô có mục đích gì, mà cô đã ấm ức rồi. Cơ thể yêu kiều của Phượng Cửu run rẩy, đủ các loại tủi thân không cách nào kiềm chế nổi tràn ngập cõi lòng cô ta. Cô ta đưa Diệp Bắc Minh trở về là vì lời tiên tri của tổ tiên Phượng tộc. Diệp Bắc Minh vừa hay xuất hiện có lẽ sẽ dẫn dắt Phượng tộc lên tầng cao mới. Cô ta thừa nhận việc mang anh tới Loan Phượng các quả thực có chút ý tứ riêng trong đó. Nhưng, cô ta tuyệt đối không phải loại người tùy tiện đó. Nhưng tất cả những điều này lại không có cách nào giải thích được. Diệp Bắc Minh, tôi hận anh. Phượng Cửu dậm chân giận dữ. Sau đó giơ tay cắt một đường xuống cổ tay, để lại một bình tinh huyết ném về phía Diệp Bắc Minh, rồi chạy thẳng về phía sâu trong Loan Phượng Các. Diệp Bắc Minh tóm lấy tinh huyết của Phượng Cửu, không chút khách sáo cất đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười khúc khích, nhóc con, hình như cậu làm tan nát trái tim cô ấy rồi đó, cô nhóc này rất đẹp mà. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, liên quan gì tới tôi, xinh đẹp có thể mài ra cơm ăn sao? Tôi cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh, tùy ý đưa tôi đến đây, không lẽ tôi là loại người tùy tiện đó à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phàn nàn, tôi còn chưa đủ hiểu rõ cậu à? Lúc mà cậu buông mình căn bản không còn là người nữa. Diệp Bắc Minh. Thôi quên đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh còn đang bận băn khoăn nếu đột phá cảnh giới ngộ đạo, phải chăng có thể tiến vào hợp đạo. Sau khi cố gắng nửa ngày rốt cuộc vẫn trắng tay. Đôi mày lưỡi mác của anh nhíu chặt một chỗ, lại đụng phải nút thắt rồi, rõ ràng chỉ còn cách một tầng giấy nữa thôi nhưng bất luận thế nào cũng không thể chọc thủng. Nhóc con, từ khi bước vào cảnh giới thần quân tới nhập đạo, con đường cậu đi là đạo vô địch, cũng là vạn đạo thế gian. Kiếm đạo, đan đạo, y đạo, đạo tàn sát, tập hợp quá nhiều nhiều thứ, quá hỗn tạp. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, có ý gì? Cảnh giới hợp đạo, đúng như tên gọi. Tất cả đạo trong cậu, vạn đạo đều phải hợp nhất lại. Đường cậu đi càng nhiều, càng phức tạp, thì số lượng đạo lúc đột phá cảnh giới hợp đạo cần phải dung hợp cũng càng nhiều. Cho nên, so với người khác thì độ khó cậu phải đối mặt còn gấp cả trăm lần. Những người tu võ chỉ đi theo con đường kiếm đạo. Y đạo, đan đạo một lòng chuyên tâm tu luyện, cảnh giới đến thời điểm chín muồi liền có thể đột phá. Nếu cậu muốn đột phá cảnh giới hợp đạo, rất đơn giản, chỉ cần từ bỏ những lĩnh vực khác là được. Nghe xong giải thích, Diệp Bắc Minh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thì ra là vậy. Bỏ cuộc, không thể nào. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu con đường tôi theo đuổi là đạo vô địch, vậy phải là vô địch thực sự. Chỉ một cái vướng bận còn con tại cảnh giới hợp đạo căn bản không thể khiến tôi chùn bước. Giây tiếp theo. Một niềm tin bất khả chiến bại dâng trào. Diệp Bắc Minh ngước đầu nhìn lên bầu trời sâu rộng, lạnh giọng nói, thiên kiếp đã là cái thá gì? Diệp Bắc Minh tôi muốn đột phá, hoàn toàn không cần tới sự đồng ý của ngươi. Thần lực sôi trào, chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Ý chí thiên đạo dường như cảm nhận được thử thách. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây rông khủng bố, giáng xuống sấm sét bảy màu. Diệt cho tôi. Diệp Bắc Minh gầm lên, một bước tiến tới, chủ động nghênh đón lôi kiếp. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Phượng Cửu mặt còn vương nước mắt vội đi ra từ nơi sâu trong Loan Phượng Các. Ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ. Sâu trong đôi mắt đẹp mê ly không che giấu nổi sự chấn động sâu sắc, thiên kiếp bảy màu. Bỗng nhiên, đợi đã. Phượng Cửu như chợt nhớ tới điều gì đó, không dám tin nhìn lên một mảnh sấm sét đầy màu sắc ở sâu trong thiên kiếp.
Trong lời tiên tri còn có một câu, người này sẽ cưỡi tường vân bảy màu mà tới. Chân long xuyên phá 9 tầng mây, phượng tộc trỗi dậy, đạt đến đỉnh cao. Đôi mắt đẹp của phượng cửu tràn đầy bối rối, không lẽ đám mây này chính là tường vân bảy màu đó? Nhưng, chân long đâu? Vừa dứt lời, một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời truyền tới. Chỉ thấy một con huyết long xuyên qua tường vân bảy màu, nghiền nát mọi thứ, vọt thẳng lên 9 tầng mây. A, à, chân long xuyên phá bầu trời. Phượng cửu dùng sức che chặt miệng nhỏ, quả nhiên là anh ta. Bên ngoài, cái này, động tĩnh lớn như vậy. Thanh niên của phượng tộc líu lưỡi không nói nên lời. Còn các cô gái đều nóng ran hai má. Chỉ có một bà lão dẫn đầu cùng mấy ông lão đều nghiêm túc dõi mắt nhìn lên bầu trời phía trên loan phượng các. Không đúng, đây không phải dấu hiệu động phòng của phượng cửu với tên đó, đây là điềm báo cho thấy có người đang độ kiếp. Huyết long kia, chân long xuyên phá bầu trời, phượng tộc trỗi dậy. Không lẽ, thân thể già nua của mấy người họ đều đang run rẩy. Thiên lôi, diệt cho ta. Diệp Bắc Minh khẽ gầm lên, đạo vô địch mới là con đường tôi muốn đi, không ai có thể ngăn cản. Thiên đạo cũng vậy. Năng lượng vô hạn. Kiếm càn khôn chấn ngục không ngừng chém về phía thiên kiếp. Cuối cùng, khích tức của Diệp Bắc Minh đột nhiên dâng lên đột ngột, cả một mảnh thiên địa vang lên tiếng động lớn, thiên kiếp tan vỡ. Đây chính là cảnh giới hợp đạo sao? Có cảm giác, vạn đạo đều nằm trong sự khống chế của mình, Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Một giây sau, anh đi tới trước màn ánh sáng của Loan Phượng Các, dùng kiếm càn khôn chấn ngục chém lên đó. Đùng đoàng một tiếng nổ lớn. Toàn bộ Loan Phượng Các không ngừng rung chuyển. Sắc mặt Phượng Cửu phức tạp, Diệp Bắc Minh, anh làm gì vậy? Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, kiếm càn khôn chấn ngục liên tục chém ra, đương nhiên là phá vỡ trận pháp, rời khỏi nơi này rồi. Anh, lại ghét tôi đến thế sao? Diệp Bắc Minh vẫn không quay đầu, bình thường. Phượng Cửu cắn đôi môi đỏ mọng, nếu đã như vậy, tôi tác thành cho anh. Tính cách cô ta quật cường. Quay người đi nơi sâu trong Loan Phượng Các. Trực tiếp nằm lên giường. Nghiến răng bạc, cơ thể không ngừng run rẩy. Hự, cuối cùng, cô ta hít sâu một hơi, ngón tay hướng về một nơi nào đó. Một giây sau, một tiếng rên trầm thấp vang lên. Thân thể Phượng Cửu run rẩy cực liệt. Với một tiếng, răng rắc, giòn giã vang lên, trận pháp bảo vệ Loan Phượng Các lập tức tan vỡ. Vỡ rồi, Diệp Bắc Minh cất kiếm càn khôn chấn ngục đi. Ngữ khí của tháp càn khôn chấn ngục có chút quỷ dị, vỡ rồi. Có điều, không phải do cậu đánh vỡ. Diệp Bắc Minh cau mày, tiểu tháp, ông đang thần bí cái gì đó. Rõ ràng là do tôi đùng kiếm càn khôn chấn ngục chém vỡ trận pháp của Loan Phượng Các, cái gì gọi là không phải tôi làm vỡ nó. Tháp càn khôn chấn ngục im lặng. Không hề giải thích. Diệp Bắc Minh cũng không tiếp tục ở lại Loan Phượng Các mà trực tiếp rời đi. Xẹt. Vô số ánh mắt nhìn qua. Như ghim vào người Diệp Bắc Minh đang rời khỏi Loan Phượng Các, đặc biệt là đám đàn ông của phượng tộc, giống như muốn giết anh vậy. Cảnh giới hợp đạo. Một bà lão của phượng tộc giật mình, khuôn mặt già nua hiện lên một tia kinh hãi, mới có 5 ngày ngắn ngủi, vậy mà có thể từ cảnh giới nhập đạo bước vào hợp đạo. Vượt qua hẳn 2 cảnh giới lớn, tên nhóc này lẽ nào là một thiên tài võ đạo? Bởi vì gạo đã nấu thành cơm. Phượng Cửu tự mình lựa chọn. Cũng không có gì để nói. Ngộ nhớ đó là chân ái thì sao? Bà lão bước lên một bước, người trẻ tuổi, cậu đã trở thành con rể của phượng tộc, cậu tên là gì? Diệp Bắc Minh cau mày, bà lầm rồi, tôi không phải là con rể gì đó của phượng tộc. Cậu nói gì? Sắc mặt bà lão tối sầm lại, trở nên vô cùng khó coi. Những lão giả khác của phượng tộc cũng tức giận vô cùng. Còn có những người khác của phượng tộc, ai nấy đều dùng ánh mắt băng lạnh, tràn đầy địch ý nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Giọng nói của bà lão lạnh lùng vang lên, người trẻ tuổi, cậu vừa nói gì? Nói lại một lần nữa xem. Diệp Bắc Minh có chút không vui, nếu không phải do Phượng Cửu từng giúp anh cũng lười phải nói nhảm với đám người này, cho dù tôi có nói lại 100 lần, thì vẫn là một đáp án. Tôi căn bản không phải là con rể của Phượng tộc các người, giữa tôi và Phượng Cửu, không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cậu muốn chết? Bà lão tức giận gầm lên. Một tiếng Phượng kêu. Trực tiếp hóa thành một con phượng hoàng dài trăm trượng đầy màu sắc, móng vuốt sắc nhọn hung hãn nhắm vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vội vã rút lui để tránh một đòn này. Đinh! Nơi vừa nãy anh đứng nổ tung,
Toàn bộ con phố đều bị hủy, nơi đó xuất hiện một hố sâu hàng chục mét. Diệp Bắc Minh gầm lên tức giận, Phượng Cửu các người bị điên hết rồi à? Nếu đã không biết tốt xấu, một chút tình cảm vừa rồi cũng không còn nữa, đừng trách tôi ra tay giết người. Ý câu nói này của Diệp Bắc Minh là, Phượng Cửu giúp anh lấy được máu của đế tộc, huyết tộc, Phượng tộc. Anh giúp cô ta xua đuổi đám người theo đuổi kia. Nhưng dưới góc nhìn của bà lão, Diệp Bắc Minh đã lấy đi trong trắng của Phượng Cửu, ăn xong liền lau miệng, trở mặt một cách trơ tráo. Ha ha ha, lão thân ta sống mười mấy vạn năm, chưa từng gặp loại người nào vô liêm sỉ như cậu. Người đâu, bà lão suýt chút nữa đã tức chết, đôi mắt già nua toàn là lửa giận. Những người khác của Phượng tộc cũng nghiến răng giận dữ. Vô cùng nhục nhã nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Người từ bốn phương tám hướng lao tới, bao vây lấy anh. Mấy lão giả cảnh giới thiên tôn từ trong hư không bước ra, ai nấy mang vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Đám người điên này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tái mét, tiểu tháp, chuẩn bị chiến đấu nào. Không khí ngưng trọng đến cực điểm. Khi đám người chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Phượng Cửu từ trong loan phượng các đi ra với sắc mặt lạnh lùng, các vị trưởng lão, để anh ấy đi đi. Cái gì, Phượng Cửu, con. Sắc mặt của bà lão Phượng tộc thay đổi. Tên nhóc này và con đã. Sao có thể lật mặt không thừa nhận chứ? Con còn để nó đi. Sắc mặt Phượng Cửu bình tĩnh, hét lên, trưởng lão Phượng Nga, tôi mới là quận chủ của Phượng tộc. Cha của tôi trước khi bế quan có nói, mọi việc của Phượng tộc tôi có toàn quyền quyết định. Có phải là tôi đã quá bao dung với các người rồi không? Bây giờ không ai thèm nghe lời tôi hết. Toàn trường im lặng như chết. Tất cả mọi người đều bị sốc. Quận chủ Phượng Cửu trước nay vô cùng ôn hòa dịu dàng, sao đột nhiên thay đổi tính cách vậy? Cảm ơn. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Phượng Cửu, xoay người liền biến mất. Quận chủ, thật là nhục nhã mà. Phượng Nga hét lên một tiếng, tức đến phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Phượng Cửu lao lên, Phượng Nga trưởng lão. Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi Phượng tộc thì đã bị mười mấy bóng người không chút che giấu theo phía sau. Một cảnh giới thiên đạo chu kỳ. Mười mấy cảnh giới đạo tôn hậu kỳ. Những người này mặc trang phục giống nhau, trên ngực có đồ đằng của đế tộc. He he. Diệp Bắc Minh cười lạnh, không sợ hãi mà lao thẳng về một hướng. Vừa rời khỏi Phượng tộc khoảng 100 dặm, những bóng người này đột nhiên tăng tốc, chặn trước mặt Diệp Bắc Minh. Tiếp đó, đế cuồng từ trên trời xuất hiện với một thân sát khí, vẻ mặt giận dữ hét lên, phế vật kia, mày thế mà thật sự dám ra ngoài. Tao đã từng cảnh cáo mày không được động đến Phượng Cửu, tao sẽ khiến mày sống trong sợ hãi suốt đời. Thế mà mày lại dám đi cùng cô ta vào loan phượng các. Giết, giết, giết hắn cho tôi. Thấy đế cuồng gầm lên như một con thú hoang. Diệp Bắc Minh có chút bất lực, não của đám người này hỏng hết rồi sao? Vì một người phụ nữ, có đáng không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, loan phượng các một khi mở ra, ngoại trừ việc nam nữ giao hợp. Không thì sẽ không thể đóng lại được nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chém vỡ trận pháp chứ có động vào Phượng Cửu đâu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhàn nhạt phun ra một câu, cậu không động đến, nhưng cô ta lại tự mình làm. Diệp Bắc Minh sửng sốt, là ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, trận pháp của Loan Phượng Các rất cường đại, là do một vị đại năng thời thượng cổ của Phượng tộc tạo ra, nó không thể bị phá vỡ bởi thực lực của cậu hiện tại. Chỉ khi sự trong trắng của Phượng Cửu mất đi, trận pháp cũng theo đó mà sụp đổ, thế nên. Thân thể Diệp Bắc Minh cứng đờ, cái gì, cô ấy? Cô ấy tự mình ra tay ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định nói, đúng vậy, cô gái này, rất dũng cảm. Cậu không thích nên cô ấy không ép buộc cậu, tự mình ra tay để cho cậu đi. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh sững sờ. Cuối cùng thì anh cũng biết, bà lão của Phượng tộc tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao người của Phượng tộc ai nấy đều nhìn anh như kẻ thù? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.